Có ông đó, vợ ông nói, có nghĩa là ông nói là vợ ông á, trời ơi đúng là con không nghe thầy giảng con chịu không nổi, cho con chết. Trời ơi, vợ con nó giữ cái gì đâu thầy ơi thầy. Hồi xưa giờ con mới thấy con đàn bà nó giữ cái gì lắm. Nó nhiều lắm, tại vì ông sống với vợ ông không nên ông nói gì. Chứ ông cũng giữ với nó, giờ đời này nó giữ lại, ông nghe nha quả, ông hiểu đúng không? Hiểu, hiểu mà thật sự chịu không nổi thầy à. Nó dữ quá. Thầy biết rằng nó đối xử với con gì nè thầy? Nói sao? Nó giót một cây roi là nó bắt con cúi xuống cho nó đánh. Mà con là chồng mà bây giờ con nghe thầy giảng, con cũng chấp nhận sự đau đớn. Nó đánh con không đau nhưng mà cái tâm đàn ông con đau thiệt thầy. Nó kêu con phải nằm xuống cho nó đánh. Nó đánh xong nó nói, nó hỏi lại là bây giờ nghe lời chưa? Nó làm như con là con của nó vậy đó. Rồi con của con phải ngồi xung quanh để coi nó đánh con. Nó bắt con phải vậy đó, nói là cha mà không có siêng năng, không giỏi, không biết kiếm tiền thì vợ phải đánh. Rồi các con phải coi đừng có học giống cha mày. Thầy coi đến cái mức gì đó, con chịu hết nổi rồi. Những đức nói chịu hết nổi cũng phải chịu. Kinh khủng không? Thì thấy ghê chứ, bị thấy nhân quả chưa? Mà ổng nói ngày xưa con tu ít á, chưa tu thì nó không có đến nổi gì. Bây giờ con càng nghe thầy nói trả nợ thì nó càng tăng tớ. Nó làm tớ làm càng luôn vậy đó. Làm dữ dằn luôn thầy. Rồi Nhân Đức hỏi bây giờ, ông gặp Nhân Đức ông hỏi bây giờ ông muốn làm sao? Ông muốn trả đũa lại hay sao? Nói, con cũng định trả đũa lại đó. Nhưng mà con thấy cái nồi con đánh không lỡ nó. Hỏi sao là vợ con nó bự con lắm. Anh luôn xỉn à. Anh nó khoảng cỡ mét rưỡi à. Nhà Đức hỏi gì vợ ông mét mấy? Là mét bảy. Nó thật. Ông lấy chi mà cao dữ cái chợ. Nó cũng duyên nợ thầy thầy. Chứ người ta muốn cao còn không được. Mà con lùn gì mà con lấy nhậm nhỏ cao quá trời. Chứ người ta cũng muốn cao mà đâu có được đâu thầy. Nó à đúng rồi, cái duyên nợ của ông cũng sắp đặt ngộ ghê. Vợ mét bảy, chồng mét rưỡi. Bây giờ nó quýnh ông là đúng rồi thôi. Ông cứ chịu thăng phẳng má hồng đi. Đổi người luôn mà chịu thăng phẳng má hồng đi chứ sao bây giờ. Đúng không ông? Bây giờ mình làm đâu có lợi đâu. Nó, nên từ nơi đó nó là ăn hiếp con từ khi cứ nhau tới bây giờ. Nó ỷ nó bự con. Mà bây giờ nó quá đáng là nó bắt con cúi xuống luôn. Còn mấy đứa con ngồi xung quanh cừ. Chơi gì mà ác đạn vậy trời. Nói bây giờ những đứa hỏi ông, bây giờ ông muốn giảng sanh không? Dạ muốn. Bây giờ ông về ông nằm cúi xuống cho nó đánh mà ông niệm Phật. Nó quýnh sao? Nó quýnh đi. Nà, rồi nó quýnh rồi xong ông là bộ ông xỉu thử coi. Bộ ông nằm im luôn, đừng có nhúc nhích gì chứ. Khi nó thương quá, đàn bà nó cũng sợ quý vị. Thấy mình đánh mà còn nhúc nhích á, đánh nữa. Còn mình nó đánh mình xong nằm im gu luôn, không có nhúc nhích nhúc gì chứ. Giống mấy bà cũng nên luyện gì. Tán vô mặt cái con nằm im gu luôn, không có nhúc nhích nhúc gì chứ. Le lử à. Sợ thấy mồ luôn mà vẫn chơi, nghe không? Nó khi thấy còn á thì làm nư. Nhưng khi mà bắt chợt mà giống như sắp sửa mắt rồi, lúc đó tiếc nuối sợ dữ lắm. Có khi con người ta vậy đó quý vị ơi. Nó thì thấy không, cái nghiệp duyên trong cõi đời thấy không, đa dạng. Nên những đức ở trong chùa mà nó thu thập được nhiều việc lạ lắm. Giống như mình, giống như là cái máy thu âm, thu hình. Đủ chuyện đem đến cho mình á. Nhờ vậy mà kể chuyện quý vị nghe nhiều đó. Hiểu không? Nên mấy ông đồ mà gặp vợ hỗn chữ vài câu mà nghe câu chuyện này là mấy ông nói vậy là con còn nhẹ đúng không thầy? Nhẹ, quá nhẹ luôn. Cái thằng này mới bị chơi dữ nè. Chơi này là quá đáng, chơi dữ thiệt á. Xưa giờ chưa từng nghe đúng không? Này là dữ nhất rồi đó. Đó, nên từ nơi đó. Rồi có những người đi chùa tu niệm Phật cầu sanh cực lạc mạnh phát tâm quỳ trước Phật, đời này con giảng sanh. Về nhà cái tự nhiên chồng nói giờ tôi có bồ nhí. Nó thẳng luôn.
Bây giờ bà đi tu, bà đi đi, tôi có bồ. Bây giờ tôi thuê cái nhà cho nó ở. Rồi là tôi thường là đó ở. Rồi lâu lâu tôi về nhà một chút thôi. Bây giờ bà chịu không chịu gì thì tôi cũng vậy đó. Xong bà đi bơ với về chùa mình. Bà gặp những đức bà hỏi. Bây giờ trường hợp vậy con sao thầy? Nhà đức nói, bà ngồi phía trước bà nghe giảng, tôi thấy bà hô hài dữ lắm mà. Bà giảng xanh dữ lắm mà bà đưa tay rồi quơ tay ôm sùm hết chứ mà. Hôm nay sao bà đụng chuyện cái kỳ cục vậy? Bà sống với nó mấy năm rồi? Nó nói là gần 20 năm. 20 năm quá đủ rồi. Bây giờ đến lúc trao giải cho người khác đi. Được không? Hiểu không? 20 năm rồi. Hiểu không? Nó miếng mồi này cũng ngán thấy mồ rồi. Bây giờ đến lúc tại nó thôi. Hiểu không? Mà đối với người ta thì lạ. Thì thôi, trao mồi đi. Muốn giảng sanh mà. À, tường nghe phía trước giảng đồ, đưa tay đồ, hỏi ai muốn giảng sanh? Muốn giảng sanh. Giảng sanh làm thế ghê. Vậy mà về chồng vớt một phát vậy cái đơn luôn quý vị ơi. Đi lỡ gặp như đứa đi, đi mà giống như bà khùng vậy. Kinh khủng như vậy. Nó nói cô tỉnh lại đi, đây là sự khảo đạo đó. Cô muốn giảng sanh không? Chứ muốn. Nó muốn ý xì quy tợ. Bây giờ bà cái này là mắc cả chị lắng chài luôn á. Bây giờ những đứa hỏi phân tích cho bà nghe nè. Đã như vậy rồi bà phải có một cái thế của bà. Và thế của bà là cái chỗ nương A Di Đà Phật. Hiểu không? Người ta như vậy là người ta hết thương bà. Người ta mới như vậy. Mà bà không nương A Di Đà Phật nữa, bà nương họ, thì bà cũng là một cái của thừa thôi. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Bà là của thừa. Tại vì sao? Người ta đi chơi thoải mái lâu lâu người ta về, người ta cho bạn viên kẹo. Không lẽ bà đi ăn kẹo thừa? Cái này mới là dạy mình là người niệm Phật mình phải khôn chứ. Đúng không? Nè, mình lỡ mình còn nói với con nhỏ kia, mình nói một câu nè, em cục kẹo này chị ngậm tính ra cũng 20 năm. 20 năm rồi đó em. Bây giờ nó còn sát chứ nó không còn ngọt ngay gì nữa đâu. Bây giờ em vô em lụm cục kẹo này thôi, chị cảm ơn em nhưng mà em cố gắng. Chị cảm ơn em nghe, thôi em cứ lo cho cái cục kẹo sát khô này đi. Chị thì cái gì cũng biết hết rồi. Đến nỗi mà giờ dinh dưỡng gì cũng bị chị xử lý hết rồi. Thôi bây giờ còn cái xác đó trao cho em đó. Chị cảm ơn em. Nhờ em mà chị bây giờ yên tâm đi tu, khỏi cần phiền phức chị. Mình nương vào ai chứ Đà Phật? Trời ơi bà ngộ ghê. Hiểu chưa? Tại vì một ngày nào thì cũng bỏ mạng chết ra cho thôi. Đủ rồi. Mình đâu có bỏ rơ người ta đâu. Nhưng do tại người ta. Nó có nghĩa là quý vị tu cũng có kết quả rồi đó. Kết quả là nó buông tay ra cho mình tiện bề tu vậy thôi. Đúng không? Chứ đừng có nghĩ rằng trời ơi mình đi tu đi chùa niệm Phật tụng kinh rồi nghe thầy giảng gì mà bây giờ gia đình chuyện gì xảy ra người ta cười mình chết. Người ta cười người ta chết chứ mình có chết đâu. Hiểu không? Nó cười thì nó cũng cười sau lưng chứ, nó gặp mình đi qua nó mới cười. Thì mình cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thấy không? Nó cười sau lưng không à. Có ai chỉ trích quý vị mà lỡ trước mặt chỉ không? Toàn là chỉ sau lưng đúng không? Đã là chỉ sau lưng là sợ thì mình đừng có đem cái sau lưng mình đẩy trước mặt chí. Họ đã sợ mình họ mới chỉ sau lưng. Người tu phải thông minh một chút, đúng không? Những cái nói sau lưng mình đừng có đi hỏi. Hỏi gì à? Người ta đã nói sau lưng mà mình còn lỡ mình. Ủa? Nói gì nói mặt tôi nè. Nói vô mặt tôi nè. Chứ đừng có nói sau lưng. Chỉ vô mặt tôi đành nói.
Sao mình khôn dữ vậy chợ? Nên tôi lại bà, tôi sợ bà nên tôi nói sau lưng thôi à. Chứ bà kia tôi chỉ vô mặt bà chi, đâu bà tán vô mặt tôi hả? Mình tào lao thiệt đó quý vị, coi công nhận không? Mà từ xưa tới giờ rất nhiều người dùng cái câu này luôn á. Muốn nói cái gì thì nói trước mặt tôi nè, nói sau lưng tôi chi ạ? Nói trời ơi, tôi bảo bà tôi sợ bà nên tôi nói sau lưng. Tôi thì cũng cái bệnh nhiều chuyện nhiều điều, tôi tào lao nên tôi nói sau lưng bà tôi, chứ sao tôi dám nói trước mặt bà. Chứ chuyện của bà sao tôi dám nói trước mặt bà, nên tôi nói sau lưng thôi. Thôi tôi nói sau lưng bà nghe ai nói thì thôi. Kệ tôi nói sau lưng chuyện của tôi, bà đi kêu tôi nói trước mặt bà chi. Nghe hay ha. Hay thiệt. Đúng không? Rất là nhiều người nói sau lưng mình là vì mình nổi tiếng. Quý vị phải có tiếng người ta mới nói. Chứ nếu quý vị không có cái giống ồn gì nói chi. Bây giờ Nhân Đức hỏi quý vị, hồi xưa Nhân Đức nhậu té ạch chó còn không liếm tay, vậy ai nói Nhân Đức làm gì? Không có ai nói Nhân Đức làm gì chứ. Nó thiệt luôn á. Khi nhậu xỉn, đứng giữa đường Quận Nhất, quay ra ngoài chỗ chạy xe đi, đứng đi tiểu, quay ra đường mà cứ nghĩ rằng là cái cây, cứ nghĩ là cái cây mà không chịu quay vô cây mà quay ra đường luôn. Vậy thì bị coi cái mặt đó ai nói làm gì? Đã là con người vậy nói làm chi nữa, bây giờ mất công mở tim nữa, đúng không? Nhưng mà bây giờ bắt đầu nói, bây giờ mới nói, bây giờ có vốn mới nói. Hiểu không? Có vốn rồi mới nói. Con nợ khi mình có nó mới đòi, chứ mình kiệt quệ đòi chi. Đó. Nên mình tu hành, quý vị nghe những điều này đi, những điều này ít ai giảng lắm đó quý vị, đúng không? Nhận đức mà giảng về nhân quả là quý vị biết nó xác thật luôn. Nó vạch rõ ra cũng như là dán bài lạc ngửa vậy đó. Năm nút là năm nút, mà tám nút là tám nút, là chín nút là chín nút. Mấy nút? Một nút là một. Hiểu chưa? Cái nút nào rõ nút đấy. Không, tôi nói thiệt luôn á. Tôi giảng là giống như phanh phôi hết trơn luôn á. Bây giờ mà còn không chịu hiểu nữa thôi vừa tội. Tại mấy bà hiểu mà không chịu làm, chứ không phải là mấy bà không hiểu. Hiểu không? Hiểu, lúc hiểu nó phái chí lắm, nhưng mà không có làm thì chịu thôi. Thôi cố gắng nghe đi rồi một ngày nào làm. Nhận Đức nói thiệt nghe quý vị, nghe Nhận Đức giảng là quý vị có chỗ nương tựa bình an lắm. Mà nương tựa ai? Nương tựa chính quý vị á. Quý vị nương tựa chính quý vị để niệm A Di Đà Phật á. Tại niệm A Di Đà Phật tí mình nói nương vào Phật, nhưng thật sự mình nương vào mình á. Tại vì cái tâm mình nhớ Phật nên mình nương vào cái tâm mình á để niệm Phật. Nên quý vị không còn lo sợ gì nữa chứ. Không còn lo sợ gì nữa chứ. Nhớ nè, người tu hành không còn lo sợ gì nữa chứ. Vì chúng ta có một cái mạng, tin có Phật sắp xếp. Chỗ này không chứa mình cũng có chỗ khác chứa mình. Yên tâm đi. Chồng mấy bà không chứa, bà tôi chứa. Yên tâm. Cái này là do tại nó chứ không phải tại mình. Hiểu không? Tại nó đuổi mình chứ không phải mình phủ phàng người ta. Không phải là mình nói có chỗ nương tựa gì, mình gì mình kênh, mình nghinh nghinh với người ta. Không phải vậy. Vì nó làm sai. Mình phải đi theo định luật nhân quả là do người ta phủ phàng mình. Hiểu không? Những đức hướng dẫn mấy cô, mấy chú là mình là con người sống đứng lên được. Chứ đừng có nằm vẹp. Chừng nào nằm thì nằm. Hiểu chưa? Chừng nào ngủ thì nằm. Còn đứng thì phải đứng. Thì ngủ không nằm chứ không lẽ đứng. Thì lúc mình ngủ thì phải nằm, mà thức thì phải đứng. Hiểu không? Ý nói. Ý nói như thế nào?
gặp sự cố, thấy không, gặp sự cố trong cuộc đời đừng có vẹp luôn, đừng có để gì một cái chuyện gì để mà vẹp luôn cuộc đời của mình. Đứng lên, còn lúc mệt mỏi ngủ thì phải nằm đó, dưỡng sức xong rồi đứng lên tiếp tục mà sống cho tốt. Muốn hiểu ý sao cũng được nha, cái này là đại giảng mà, muốn hiểu sao cũng vô được hết chứ, thấy không? Cách giảng hiểu sao cũng được chứ, mà cũng không ai bắt bẻ được là câu này sao, tùy tâm cái gì, nghĩ sao thì ra làm gì, đúng không? Mình đã cầu sanh cực lạc rồi còn chạy cái gì nữa, không còn chạy gì nữa chứ nghe. Cái cô kia có nói dạ con muốn giảng sanh cực lạc dữ lắm, bây giờ tuổi này tự nhiên cái giờ có bầu, thì nói bà có chồng thì bà có bầu chứ làm sao, tại vì đứa con này nó còn đến với bà thì nó phải có bầu thôi. Cái bà Bến Tre, bà Bến Tre à, con chồng đen thui đúng không, chồng vô biết tu luôn rồi, khoái chùa lắm nè, xong bây giờ vô chùa niệm Phật luôn. Không, những đứa cũng phiên quý vị, những đứa làm điều này là nó thật sự quý vị cũng gầy dựng cái mầm non sau này để là hạt giống của ngôi Tam Bảo và tương lai là Phật tử về sau luôn. Ví dụ như những cô mà mình biết niệm Phật biết tu á, mình ở ngoài đời mình có chồng thì mình phải có con thôi, khi mình có mang á thì mình tìm một cái nơi để mà mình dưỡng thai cho nó tốt. Như ngày xưa người ta các nước Ấn Độ, khi người phụ nữ mang thai là người ta về bên nhà bên mẹ, nó có cái đạo lý, có đạo lý, vì người ta hiểu được cái nguyên lý khi người phụ nữ mang thai mà sống gần chồng nhiều quá, mà chồng có nhiều cái tâm, vợ cũng có cái tâm, thì sợ con ảnh hưởng về sau đứa con khi sinh ra, hiểu không? Nó nên người ta mới đưa người vợ người ta về dưỡng thai bên nhà mẹ để được những ngày tháng bình yên sống bên mẹ, để sau này sanh con ra con hiếu đạo vuông tròn, hiểu chưa? Còn bây giờ mình về bên nhà mẹ mình thì cũng không có được. Còn ví dụ như em dâu rồi nó cũng không chịu gì đâu, nhưng mà vì vô chùa nha Đức, vô chùa ở đây thì được, nghe không? Vô chùa Hòa Thượng mình, Hòa Thượng mình có cái tâm, vì vô đây bị niệm Phật rồi, chừng nào mà gần đẻ thì về nhà đẻ. Thời gian mấy tháng ở trong chùa con quý vị sẽ ảnh hưởng rất là lớn về Phật Pháp, vì những đứa nhìn thấy rất nhiều đứa con nó được vô chùa mình mà lúc mẹ mang thai á đẻ ra dễ thương lắm. Như cái đứa bé quê Đoàn Chị Mai á, trời ơi nó dễ thương gì đâu, bé nó quá dễ thương. Mà nhiều cô mới nói rằng là bé đó sao nó giống những đứa. Thì giờ mẹ nó nghe những đứa giảng, bây giờ đơn giản thôi, lúc mấy bà mang thai bà nghĩ ai nó thấy nó giống người đó à. Ví dụ như bây giờ lúc mấy bà mang thai bà đeo máy niệm Phật như Đức suốt luôn, thì đẻ ra nó phải có cái giống cái gì như Đức, nó không phải giống hoàn toàn nhưng mà nó sẽ giống. Tại vì họ thích mới quý mến mình thì họ giống chứ làm sao. Giống như quý vị bây giờ bị niệm Di Đà, mà vì thích Di Đà niệm Di Đà niệm giết đi, rồi gương mặt quý vị cũng sẽ có từ bi giống Di Đà liền. Niệm giết rồi nó hảo hảo cái tướng tốt liền, xấu cỡ nào niệm giết cũng có duyên, thì nó không xấu, nó không tốt chỗ này nó tốt chỗ khác. Ví dụ như tâm không tốt, niệm giết tâm nó tốt. Thiếu duyên, niệm giết có duyên. Phật A Di Đà là có duyên, có phước. Nên mình niệm Di Đà giết mình có duyên, có phước. Còn có những người ta niệm giỏi nữa thì mặt người ta bắt đầu là chuyển tướng luôn, là bắt đầu là có tâm từ bi, nhìn cái là thấy thương liền. Thì bây giờ mình đã nghe Pháp hoài tối ngày, rồi mình vui, mình thích nghe thầy giảng, thì lúc mình có bầu thì tức khắc nó không giống. Đứa nhỏ nó không giống tay, nó cũng giống chân, nó không giống chân, nó cũng giống mũi, giống mặt, giống cái gì đó, nó cũng phải giống. Chứ làm sao? Nguyên lý nó là vậy mà. Không. Nhưng mà giống những đức, giống cái này là hay nhất nè. Giống cái chịu khó, chịu khổ được. Giống đó đi, tốt nhất. Còn hình tướng nó giống cha nó đi, đừng giống như đức chi cho nó mệt tiệm, hiểu không? Nên từ nơi đó mà
Mình mở ra cái tâm này vì mình nghĩ đời mình qua đi, đời con mình tiếp tục, nó hộ trì Tam Bảo nữa. Vì nó hộ trì Tam Bảo chùa nào cũng được, nó cũng là Phật tử, nó được hộ trì Tam Bảo. Đứa bé mà từ khi mẹ mang thai mà nó trong chùa, đứa bé này không đơn giản, không đơn giản chút nào. Mỗi ngày ăn gạo trong Tam Bảo, rồi mỗi ngày nghe thầy giảng, mỗi ngày nghe niệm Phật, rồi mỗi ngày lên tu, mỗi ngày làm công quả trong chùa. Trời ơi, đứa bé này, nếu như đứa bé này mà nó nghiệp nặng là đứa bé này nó vô chùa nó chuyển nghiệp đó. Tại vì nó giúp cho người mẹ quá vui và bình an, không nghe những cái sự lo âu sợ hãi, sống rất bình an trong ngôi nhà Tam Bảo, thư thớ không cần bận tâm, thì sanh đứa con ra rất là đặc biệt, rất là tốt. Đó cũng là mở tâm lượng rồi đó quý vị. Chứ quý vị chắc cũng ít ai nghe ai mà ông thầy nào kêu mình có bầu vô chùa dưỡng bầu, đúng không? Không thấy đúng không? Thôi cuộc đời tôi nghĩ rằng tôi đến đây một ngày nào tôi cũng đi thôi. Thì từ nơi đó những gì tôi làm được tôi cố gắng. Nhớ không? Chúng ta gặp nhau cũng bất chợt thôi, chứ có hứa hẹn gì đến đây đâu. Đến Vũng Tàu là có hứa hẹn gì đâu. Tự đến mà. Đến rồi tự nhiên nhân viên gặp nhau thôi. Rồi gặp nhau một ngày nào muốn đi đâu thì đi thôi. Vậy thôi là đặc biệt nhất rồi quý vị ơi. Nó tuyệt vời nhất là sống vậy đó. Chờ cái cõi này chỉ cần về cực lạc gặp nhau thôi, chứ chào nhau chỉ cho nó mệt. Ừ. Nên đó, còn đi đến chùa đồ thì lễ phép đồ chào hỏi thì cái đó là quy tắc rồi. Còn con người đến một ngày nào thấy là hết duyên rồi thì thôi. Ba cuộc đời mình sống vậy thì tự tại biết nhiêu, nói với vị. Đó, thật sự mà nói với vị, trong cái cuộc đời này có những việc mà tại cái gia đình mình, dù quý vị cố gắng dữ lắm, mình nhịn hết trơn. Mình muốn nó im nhà, yên cửa, mình muốn nhịn hết trơn. Cái gì mình cũng chịu đựng được. Nhưng mà ở đời nó đâu có theo cái ý của mình muốn đâu. Nhịn thì nhịn, muốn thì muốn, nhưng mà nó không được vậy làm sao? Thì mình nói tôi hết lòng rồi, A-di-đà-phật, hết lòng rồi còn gì? Đừng có đòi hỏi nữa. Mình đã hết lòng rồi thôi chứ. Mình chịu hết trơn á, mình chịu thiệt hết trơn. Vì tôi muốn sanh cực lạc. Vậy mà mấy người vẫn không muốn yên thì kệ mấy người chứ. Mấy người không muốn an lạc, không muốn vui, không muốn tốt thì thôi kệ mấy người. Còn mình đã hết lòng rồi, mình cứ làm sao hết lương tâm mình đi. Còn phàm phu mà ai không có sai, đúng không? Nói đừng buồn giận người để trong tâm, chứ sao mà không buồn được. Không buồn sao mà sống. Có buồn mới biết có vui. À, có buồn mới biết có vui. Nếu như vui hoài thì không biết vui ý nghĩa cỡ nào. Có khổ mới biết được cái hạnh phúc của khi hết khổ. Thí dụ như quý vị gặp một cái cảnh ngộ gì trong gia đình bị rất khổ, mà bị vô chùa bị tu bị mới thấy cái hạnh phúc trong đạo. Còn nếu như mà quý vị ở nhà quá hạnh phúc, niệm ấm chăn im, nhà cao cửa rộng, bị vô chùa bị ở chặt chặt, bị nói thôi 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 tôi gì tu kiểu này mà thấy cái mồi thôi, còn thua ở nhà tu chi. À, nên á quý vị biết cái người mà ngồi chứ chúng ta nhau đây nè, mà cái tâm cầu giải thoát mạnh á, ai cũng có cảnh ngộ chứ. Hiểu chưa? Hòa thượng mình mỗi ngày, ngày cũng muốn giảng sanh dữ lắm. Dù biết rằng ở cái cõi đời ngày làm bao nhiêu việc tốt đó, nhưng mà có phiền não không? Có. Đệ tử nói này nói kia nói nọ cũng có cái, cũng phải theo ý, tùy thuận chúng sanh. Nên những đức khuyên quý vị, mình là người nghe đạo, mình biết tu, những đức thường khuyên các cô trong chùa mình chăm lo các cụ già. Người ta bệnh đau đừng có nói cái gì thêm cho người ta nghe nữa. Tất cả những cái gì mình làm thì mình làm đi, mình đừng có nói cho người ta nghe để người ta bận tâm. Khỏe đi rồi tính sao, đúng không? Khỏe đi rồi tính sao. Nên bản thân những đức á, ít có ai mà đi nói những đức nghe mấy cái chuyện mà tào lao bắt xế lắm. Là tại vì nói tào lao bị những đức la.
Thì các cô bên cạnh Như Đức đông thấy ghê. Nhưng nhiều chuyện ở đâu Như Đức không biết, cho nó đến gần Như Đức nó không dám. Vì Như Đức coi lịch sử, Như Đức cọ qua nhân vật, cái này mới ghê chứ. Như Đức coi lịch sử qua, Như Đức coi phim, Như Đức nhìn nhân vật. Ví dụ như cái nhân vật này là chăm chích, Như Đức nói thằng này trên nè, thằng nhỏ này chăm chích nè. Cuối cùng nó sau lưng nó mu mẹo kìa. Cái vị mà coi phim vậy bị thông minh lắm á. Tại vì nhân vật nó lòi ra hết, mình nhìn thì mình coi được luôn. Nó kìa ông vua này ha, nó nói ngọt kìa. Thì ra, nó ngọt xong nó ra phía sau kìa, ghê quá. Thì ra nhỏ này nói vậy, thì ra vậy. Vậy thì con nhỏ này lại nói ngọt với mình nghĩ tao nghi mày cũng có cái bệnh này nè. Mày nói ngọt coi chừng mày vậy đó. Tại vì cái nhân vật này nó la ra như vậy. Mà đạo diễn là nó nhìn ra cái cuộc đời, nó mới tạo ra những nhân vật. Đúng không? Con phiên vậy cũng là vật quá, nó thông minh. Thông minh liền, biết nhân vật. Nên Như Đức nói, tôi nói cho các cô nghe. Các cô bên cạnh tôi mà nói người này nói người kia là chết với tôi. Tự tôi có góc độ quan sát. Các cô cứ lo tu đi. Nó nên có bao giờ dám đến gần Như Đức nói này nói kia đâu. Tại quý vị đi kiếm chuyện. Tại quý vị nằm một chỗ mà muốn đi kiếm chuyện nên người ta mới đem đưa cho. Chứ nếu như quý vị xử lý từ đầu, đố ai làm cho quý vị khổ tâm. Có cái cô kia có nói Như Đức gì, nó con nghe thầy giảng con thấy đúng thấy ghê. Thầy ơi, con khỏe, con cũng đi kiếm chuyện. Đi kiếm đầu này đầu kia, con moi con móc ra, con lôi chuyện ra để con kiếm, con coi có ai nói con không. Khi con bệnh con nằm chỗ thì con cho người đi kiếm chuyện đem về đưa cho con. Bây giờ con nghe thầy giảng con mới biết cái khổ này là tại con. Thầy ô thầy. Đó, thấy chưa? Ông nghe chỗ này mà mở rộng ra nghe. Mỗi cương vị đó tự xem lại đi. Quý vị khổ là từ đâu ra? Có chừng tại do quý vị đó. Do quý vị cái gì cũng lo âu sợ hãi, nên sợ người ta dối gạt mình sau lưng, nên đi kêu người đi kiếm chuyện. Rồi người ta kiếm chuyện giết rồi người ta thành bệnh. Rồi khi mình bệnh đau người ta cũng đi kiếm chuyện đưa cho mình. Khổ là do tại quý vị. Đó. Cuộc đời con người hoàn toàn về định dịch lực nhân quả thịnh suy nó đều có sẵn hết trơn. Không phải là vì biết chuyện gì đó để giải quyết rồi nó thịnh, mà không phải vì không biết mà nó si. Chưa chắc như vậy đâu. Nó còn thịnh là nó thịnh, khi nó hết thịnh là nó si, là nó si. Nó tồn tại là tồn tại, còn không tồn tại là không tồn tại. Khi nó còn sống là nó sống, còn khi nó chết thì dù có dùng bác sĩ gì cũng chết. Quy luật đó là như vậy đó. Không, những cái bài chia sẻ của Những Đức nghe quý vị, tuy là những cái lời Những Đức cứ nói tới nói lui, nó gạo tới gạo lui, nhưng mỗi một buổi giảng Những Đức thấy nó có cái hay vô cùng. Nó giúp cho quý vị rất là lớn về cái sự sống trong cuộc đời quý vị luôn. Nhất là cái câu nãy Những Đức nói cho quý vị nghe, quý vị phải nhắc cái câu là cái câu gì? Cái khổ là do quý vị đi lôi kéo mà ra đó. Do lôi kéo mà ra đó. Nó đi vô chùa tu, ngồi tụm ba tụm bảy đi kiếm chuyện. Ngồi xuống bắt đầu hỏi người này người kia làm sao. Gì nó nói chị cái gì em nói đi. Nó nói chị cái gì. Tại quý vị muốn nghe thì nó đi kiếm chuyện. Xong cái nó dụ như mình là mình đứng vai trò chị đi, con nhỏ nó em. Hồi nãy em đi vòng vòng em có nghe gì không? Nó ngồi xuống nó nói có nói chị gì không? Trời ơi em nghe rõ ràng luôn. Nó nói chuyện gì vậy, em nghe rõ ràng luôn. Em ngồi kế bên em làm bộ, em ngồi em ăn chung. Em nghe rõ ràng nó nói luôn. Nó nói sao? Em nói đi, em nói sao? Nó nói chuyện gì vậy đó. Để chị, em coi chị nè. Xong cái nhỏ em nói, ồ không lẽ chị gì mà chị sợ nó. Em thấy chị không có gì phải sợ nó chứ. Không dám chị sợ đâu. Coi chị nè. Lợ. Ủa, nói gì? Nói gì thì nói mặt tôi nè, nói đi. Chỉ ngay mặt tôi nè. Chỉ ngay mặt nè. Trời ơi trời. Tự nhiên đưa cái mặt cho người ta chỉ ngay mặt. Kỳ cục không? Nói này nó là tào lao. Mình là người khôn, người thông minh đi tu.
Ai lỡ nói này nói kia cho mình nghe, mình dập tắt liền. Đừng có nói rằng thôi tùy duyên. Tùy duyên nó làm hoài sao? Tùy duyên gì? Mình nói câu gì? Thôi em à, cuộc đời này thầy đã giảng rõ ràng hết rồi. Thấy không? Người ta nói mình sau lưng người ta sợ mình đó. Người ta cười sau lưng, người ta chết chứ mình không có chết. Thôi từ hôm nay em lo niệm Phật đi, chỉ em mình lo tu, còn ai nói gì đó kệ người ta. Nhỏ kia nó đơ liền, nó đơ liền từ đó về sau nó đâu đi kiếm chuyện nữa. Còn mình kêu nó đi kiếm chuyện, nó kiếm gì xong mình nói em công nhận giỏi ghê, em lanh đó, được, em là số 1, hai chị em mình thân nhất, từ hôm nay sát cánh bên nhau nghe em. Rồi xong mình sát cánh với con nhỏ nhiều chuyện thì tự mình chuốc cái khổ về sao. Khi mình khi bệnh đau mình nằm nó lỡ mình còn hỏi nó chứ sao mấy ngày nay chị bệnh, em có nghe tin tức gì không? Chị mình ở nhà cả tuần nay không đi đến chùa. Em thấy nó đi đến chùa không? Nó có ngồi cái chỗ đó của chị không? Sao nó nói? Em nói thiệt chị, không có chị một cái là nó lộng hành kinh khủng. Nó tùm lum chuyện xảy ra, nội bộ nó tá lả âm binh, nó chia cách sang hà đủ chỗ, thấy không? Rồi nó lên mặt nó lôi kéo mấy bạn kia lỡ nó hết chừng. Nó trời ơi, để chị cố gắng uống thuốc 2-3 ngày nữa. Chị khỏe vô đi rồi chị tính sổ cho bà biết. Tàu ô cái kiểu này là tiêu rồi mấy bà ô. Tiêu 100% luôn. Nó giảng sanh gì mà công mệt tim. Hiểu chưa? Nó, cái người khôn nhất là đi tu là chỉ cần nghe pháp. Như những đức nói bị coi phim nhìn nhân vật, thì những đức nói nhân vật đâu nói ai đâu, chúng ai thì tự sửa. Hiểu không? Nêu lên vậy thôi. Còn chùa thì có người ta lo chuyện rồi, hơi sức vô đây chi cho mất công đi nhìn ngó cho nó mệt. Có cái bà kia bà lỡ gặp những đức nói thầy á, thầy, thầy đừng có khen chúng hoài. Thầy khen họ chứ sau lưng họ không phải như thầy khen đâu. Những đức hỏi, bộ tôi ngu hơn bà hả? Bà nói tôi ngu hơn bà hả? Tôi lo cho 2,000 người mà tôi ngu hơn bà. Tôi không biết chuyện đó hả? Bà kêu tôi mỗi ngày đi phanh phôi cái chuyện của chúng ra làm chi vậy? Cái chuyện này 5 năm trước tôi làm rồi. Cái mỏ nhọn quét rồi. Trời ơi, ai biết tôi 5 năm về trước thì sẽ biết. Sáng nào tôi cũng chửi sùm á, viết một cái mỏ gì nè. Muốn tôi giờ mỏ nhọn nữa phải không? Tôi nói với bà ác. Muốn cái mỏ tôi nhọn như ngày xưa phải không? Năm nay tôi 42 tuổi chứ không phải như 29, 30 tuổi như ngày xưa đâu. Nhớ chưa? Thời gian bây giờ nó rút ngắn rồi. Bà để cho tôi yên. Thấy chưa? Mà nói vậy cái dập tắt luôn quý vị. Dập tắt luôn vậy đó. Nó trong chùa tôi biết hết trơn. Cái cõi này là cõi ta bà mà. Phật nói là ta bà là kham nhẫn. Cái cõi khổ đau mà nhẫn nhịn đi sống trong cõi này. Kham nhẫn. Chữ ta bà là kham nhẫn. Hiểu chưa? Nó, nên từ nơi đó mà nói không có sai sao gọi là ta bà. Ý nói là khổ trong cõi ta bà mà còn cười ha ha. Nên ta bà ha. Vậy tôi dễ hiểu thế kia. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà tối ngày người ta làm bao nhiêu điều sai mà cười để đi chợ chuẩn bị đi đọa lạc. Hiểu không? Nên mình phải biết được cái ý nghĩa của vui như thế nào là đúng, vui như thế nào là sai. Chúng ta vui trong pháp vị để cầu giải thoát là đúng. Ăn nhậu cũng vui mà, đi chơi cũng vui mà, nhưng mà nó vui đi vào đọa lạc. Giống như cái con thiêu thân, nó nhìn ánh đèn, thấy ánh đèn đẹp quá nó lao vào,
nhưng cuối cùng lửa đốt nó cháy. Chúng ta phải biết cái niềm vui gì để tồn tại. Niềm vui gì tồn tại mình phải biết. Tu hành là bản thân mình giải thoát này, chứ đừng có chi cầu ai giải thoát. Người ta giải thoát không giải thoát cái chuyện của người ta. Bản thân mình là người tu, mình giải thoát mới là chính. Chứ bây giờ đi moi móc ra tao là tao. Bao nhiêu bà già mấy chục năm ở ngoài đời, bao nhiêu loại thứ bà đều tận dụng hết rồi. Bây giờ đến lúc mà bà già te tua chứ, bao nhiêu cặn bã nó dính đầy trong người, chắc xám bà bỏ ra hết cho gia đình. Bà còn cái chắc xàm bà đem vô đây, đúng đúng không vị? Chắc xám thì dùng cho con cái gia đình, chắc xàm đem vô đây thì từ bi mới vớt xàm. Còn quý vị coi người ta ngon lành, người ta lựa toàn là cội không mà ngon ngon không mà ta lụm chứ ngơi. Quý vị coi người ta ngoài đời đi, người ta lỡ người ta coi lựa một hay hai chục người lỡ, bốn đứa con gái đẹp đẹp, một hai ba bốn là đây anh, còn 16 bà già đi chỗ khác chơi, đúng không? Ta lựa cội không à. Còn cuối cùng bốn đứa nó lụm, 16 bà già đưa tôi lụm. Chắc xám thì nó lụm, chắc xàm đưa cho tôi. Mà vô đây tôi lọc máu, cực cũng chết. Mỗi ngày tôi cứ ngồi để nghiên cứu. Tôi đổ lui, tôi lọc tới lọc lui mà nó vẫn còn xàm. Tôi lọc mỗi ngày còn cái gì nữa, tôi lọc đủ cách luôn, đủ cách lọc luôn. Tới nỗi mà lên trên điện tu mà tôi còn đưa bốn bài pháp vô. Lọc xàm đến mức gì luôn. Ngày nào cũng nói khô hơn khan tiếng. Lọc xàm. Bây giờ chịu cực vậy mới từ bi, đúng không? Vậy mới từ bi. Nó thầy công nhận thầy Xuyên nói thấy ghê. Tôi từ bi nói hoài, đúng không? Mà mấy bà thấy rõ ràng có ông thầy nào mà nói nhiều như Đức không? Mà nói bị lại phải nghe. Thì bị phải nghe ngay chỗ này nè, vì những Đức nói trúng y gan ấy vị. Ừ, quý vị biết á, khi mình ngứa đâu gãi đó, đúng không? Phải không? Khi bị nhức đầu mà ai mà giống như nó bắt gió ngay cái đầu cho mình thấy thích, đúng không? Gió nhẹ nhẹ thích, đúng không? Đó thì ngứa đâu gãi đó, nó giống như mụn nổi chỗ nào nặng chỗ đó thôi. Nên từ nơi đó mà nghe hoài cũng thích, là vì sao? Vì chút bon à. Đó. Đây là gọi là cái khả năng lọc xàm. Nên những Đức nói mấy bà mà về chùa viết là đỡ xàm tối đa luôn, vì tôi lọc sạch nhất chứ hả? Những Đức nói với mấy bà biết chứ tôi mà không có khả năng mà lược xàm thì tôi xàm luôn. Vì tôi lọc xàm nên dính tôi, lọc lại nên mình giữ, nên tôi phải có khả năng tiêu hóa. À, mà khả năng tiêu hóa tôi là nhờ cái gì? Niệm Phật. Trời, niệm Phật. Nó tiêu hóa của tôi là nhờ niệm Phật. Vì cái chữ Phật là giác ngộ, nên dùng cái chữ giác ngộ để mà lọc xàm và tiêu hóa xàm luôn. Quý vị lọc ra bỏ cho những đức, nhưng những đức lại là cho nó đi luôn, tiêu hóa luôn, cho nó tan thành hư không luôn, chứ không có đưa ai nữa chứ. Vì đưa chi là ác quá, đưa cho người khác thì ác nữa thôi, hiểu không? Không đơn giản đâu quý vị. Nên đừng có vô đây mà ở trong đây mà nói rằng là mấy bà già gì kia nọ tôi không có thích. Mấy bà như vậy mà tôi vẫn nuôi, quý vị có nuôi đâu, mới bị nói, hiểu không? Nó giống như chồng của mình nó hư mà mình sống với chồng mình. Con nhỏ khác nói mình nói nè, ê, này chồng chị mà sao chị chịu được mà em nói làm chi ạ? Sao chị sống được mười mấy năm nay mà chị không nói mà em nói làm chi vậy em? Dù nó là sao chăng nữa nó cũng là chồng của chị ha, cỡ nào cỡ cũng có chỗ dễ thương, hiểu không? Chị nhìn được ưu điểm nên chị thích.
Còn em thì không có nhìn ra ưu điểm đó đâu. Em đâu phải là người trong cuộc. Hiểu chưa? Mình chặn đứng liền. Tại sao chồng mình mà để cho người ta nói, vợ mình mà để cho người ta nói? Vậy thì cái người ở với những đức ở trong đây, quý vị cũng đừng nên nói làm gì. Sao những đức chịu đựng được, quý vị chịu không được? Trong khi đi đến đây chỉ có tu thôi à, mà chịu đựng không nổi. Ôi trời, có gì không nổi đó thầy ơi. Bà chịu không nổi gì, tôi sống đây quanh năm tôi chịu thì sao? Tôi mười mấy năm nay rồi đó, tôi chịu được hoài luôn, mà càng ngày càng mập, mà đẹp ra nữa chứ. Vô có mấy ngày là chịu không nổi à, ngộ ghê. Chịu không nổi cái gì? Bây giờ bà khó quá thầy ơi, thầy khó gì, khó kia, khó nọ. Như Đức nói, bà khó nhưng mà bà đã dễ hơn quá nhiều bà già ngoài đời. Hiểu chưa? Mấy bà lo niệm Phật, mấy bà đi tu, mấy bà sao sao, Đức dọn đồ bà không dám nói một tiếng nữa. Còn mấy bà ngoài đời bị đụng đồ bà thử coi biết, bà chửi cho mà thấy. Có mấy bà đây dọn bà có dám chửi đâu. Giỏi lắm bà có chửi đi chừng nữa bà chửi mấy cái cô dọn. Chứ có dám chửi cho Đức đâu. Mà hiếm có lắm. Lâu lâu có bà sực mấy cô dọn á. Nhưng mà bà dám hó hé đâu khi những Đức ra mặt. Những Đức bước đến cái là bà xin lỗi sám hối à. Không có dám. Vậy là quá tốt rồi. Còn gì nữa. Quá là tốt luôn à. Vì đòi hỏi bà là Phật à. Bà chưa có là Phật. Hiểu không? Nên đạo Phật từ bi á. Mới gọi là giống như biển cả mênh mông, trăm sông quy về biển. Dòng nước trong chảy vô biển, biển vẫn chấp nhận. Mà dòng nước đục ngầu chảy vô biển, biển vẫn là chấp nhận. Biển vẫn là biển. Biển vẫn là biển thôi. Đó, bây giờ mình tu rồi, mình sống với chồng như thế nào mình cũng phải sống với chồng. Từ khi người ta bỏ mình thôi. Mình sống với chồng là phải sống với chồng từ khi người ta bỏ mình thì thôi. Chứ mình đừng có nói là quá đáng gì hết. Giống như ngày xưa quá đáng được, bây giờ quá đáng sao không được. Bây giờ tu giảng sanh rồi quá đáng sao cũng được. Nó sức chịu đựng càng cao hơn ngày xưa. Người vậy mới hay chứ. Nên những Đức nói mình chịu đựng được mấy chục năm rồi, thêm thời gian nữa được, không sao đâu. Hiểu không? Được hết. Chiều chuộng hết, sao cũng được. Có bà kêu nói là thầy kêu con chiều chuộng cuối cùng cái bụng. Nó mọc cái bụng lên kỳ cục đi kia. Nói không, cái này không phải là do chiều chuộng không chiều chuộng, mà là do bà còn cái nghiệp đó là phải trả. Chứ không phải là chiều chuộng không chiều chuộng gì. Tại vai trò bà làm vợ làm chồng là bà phải như vậy thôi. Chứ không có nói dòng do tâm quắc gì hết chứ. Còn hơn là những người người ta không hiểu đạo kỹ, người ta lại cách cái nhà ra làm hai, rồi cuối cùng nó đá tấm vách, nó bỏ đạo luôn. Cái đó còn ác hơn. Hiểu không? Thôi mình tu sao cho bình thường đi, cho cái cuộc sống nhân sinh nó thoải mái bình thường nhất. Rồi con người đúng người sai, người tốt người xấu gì mà mình lọc máu được thì hay quá. Hiểu không? Không có cha trở ngại nghe. Nhớ nè, đã tu tịnh độ, đã niệm Phật cầu sanh cực lạc, dù cuộc đời mình có gặp sự cố gì, đừng có nói nó yên hoài cho mình. Quý vị có công nhận rằng chúng ta đến cuộc đời này sao yên hoài cho mình? Đã nói là quan gia thù nghiệp mà yên cái gì? Làm sao mà yên hoài cho mình? An tâm hay không thôi, chứ cảnh thì không có an. Tâm an thôi, chứ cảnh thì không có yên. Nhưng tâm an thôi, chứ cảnh thì nhất định lộn xộn. Hiểu chưa? Nó không gì cũng khác à. Đừng có nói nó yên chứ quý vị, bậy quá. Nếu yên vậy cầu sanh cực lạc làm gì? Tại sao mình cầu sanh cực lạc? Vì thế giới cực lạc nó yên. Cõi này không có yên. Cõi này là quan gia thù nghiệp. Cõi này là nghiệp quả đối đầu. Những cái nhân mình tạo của nhiều đời nhiều kiếp là gặp nhau trong cõi này nè, ngồi chung nhau nè. Quý vị coi nè, chùa bây giờ mà đông vậy đó, mà như Đức nghe nói á, họ lập lên một cái tổ chức, họ thuê xe mười mấy chỗ. Mà tổ chức là tổ chức gì phải không? Tổ chức đi móc túi. Nó mặc đồ lam đồ luôn, đi xe luôn, cũng vô ngồi nghe pháp.
Tuần trước quý thầy canh ở dưới nhà ăn thì nó lên chánh điện nó vớt hai cái điện thoại. Thấy chưa? Ngồi kế bên á, nghe những đức giảng cừ hả hê, cừ chút rồi méo miệng, mắc điện thoại khóc. Nó mình là người tu cầu sanh cực lạc rồi, mắc điện thoại khỏi nói vòng vo chứ, mang dép đi ăn cơm. Nên cái cõi này dữ liệu mà để trong máy mình ghi ra cuốn sổ tay, lỡ có mắc điện thoại thì bỏ. Đừng có đem tất cả dữ liệu hay là những cái mã số gì tiền bạc ngân hàng để trong điện thoại hết. Máy vi tính được cái gì nữa, mình phải để một cái sổ tay riêng. Mình cắt cái chỗ nào riêng biệt, để lỡ máy tính điện thoại có chuyện gì thì chúng ta không bị hụt hẳn. Hiểu không? Cái cõi này là cái cõi bất an, mà quý vị nói bị tu trong cõi này, quý vị gầy dựng cái tâm cầu sanh cực lạc nó mạnh, cực kỳ mạnh, nó mới vượt qua được cái chuyện ở cõi đời này. Tu giỏi tu dở gì cũng gặp chứ, tu càng giỏi thì càng gặp lớn chuyện. Tại vì quý vị có sức, có sức thì giác nhiều. Phật từ bi lắm, người có sức thì Phật cho giác nhiều, người yếu thì Phật cho giác yếu. Còn mình chưa có sức gì chân thì khỏi giác đi, mày cứ lai rai mày sống đi, khỏi càng đụng tới, vì tương lai mày cũng đọa rồi. Có nhiều người nói rằng mấy bà tu không, chuyện này chị kia tùm lum, tôi đâu cần tu gì đâu, nhà tôi bình yên có chuyện gì hết ra đâu. Nhưng mà nó đẩy quý vị lùi tới cái lúc cuối đời cận tử nghiệp, nó rút ngắn thời gian quý vị lại luôn. Dù như quý vị sống 60 tuổi, nó rút lại còn 40, là 40 tuổi quý vị đi xuống luôn, từ trên nó rớt xuống. Còn người tu á, thì nó rớt xuống từ từ, rồi nó gịch lại từng đoạn để cho nó bị cơ hội. Vừa té xuống giống như nhà 6 tầng, quý vị không tu á, thì từ ở trên cao rớt xuống luôn cái 1, hoặc là đây là tầng thứ 4 tới tầng thứ 3, bị rớt xuống 3 tầng dưới kia đuôi xuống luôn. Còn bị tu thì nó dấp viện cái, dấp cái, dấp cái, dấp cái, để cho bị tỉnh, để cho bị cảnh tỉnh vô thường. Mình đừng có nghe cái người không tu họ nói có tu gì đâu, tôi bình yên ấy chứ. Bình yên chỉ mành treo chuông á, đứt một phát là lọt xuống luôn 3 tầng dưới á. Còn cái người tu thì nó khảo đảo từ từ, nghiệp duyên nó làm từ từ để cho quý vị tiêu đi, tiêu cái nghiệp ở tam độ ác đạo mà nó trả qua báo thế gian, nên nó làm bị gãy tay gãy chân. Nên chùa thang máy nè, rồi cầu thang nè, 4 tầng nó cao. Có một cái sư cô cũng lo việc trong chùa quá trời, hồi tối hồi qua buổi sáng, sáng này thang máy đi đông quá, tôi đi thang bộ, đi thang bộ đi chậm chậm, tại vì mưa gió chân ẩm ướt đi, cái nó ướt mà nó cao quá nè, nó chùi mà cái ở trên nó cao quá, nó té là nó nhủi luôn à, tại vì cái điểm cao mà mình đi lên thì nó chợt thì không sao, mà đi xuống á cô chợt một cái nãy qua đây khám nó bể đầu gối, đưa xuống dưới bệnh viện ở dưới Vũng Tàu. Cái này là phải cần đó quý vị, nhớ nè, không đi bệnh viện không uống thuốc, nhưng mà những chuyện cần nè để nhờ bác sĩ nè, là mình bị bể đầu bể cổ chảy máu phải nhờ người ta cầm máu, chứ bây giờ mình niệm Phật máu nó chảy trơn thì sao. Cái này phải cần, thôi kệ phàm phu mà đi cầm máu đi. Còn bây giờ chân cẳng nó bể gãy banh chành hết trơn thì sao bây giờ. Như bà già 90 tuổi thì nói chi, bà 90 tuổi rồi nên bà gãy tay bà niệm Phật lành luôn. Còn bà kia như méo miệng rồi thì niệm Phật lành đó, ung thư được khỏi đụng luôn. Nhưng mà thí dụ như bể đầu gối đồ này kia cho người ta xử lý theo khoa học, để ta sắp xương rồi lỡ cho đàng hoàng, đúng không? Mình phải biết, mình phải lượng theo để mình làm, chứ không phải là mình cứ chết cứng. Bây giờ cái đầu bể cái bạch máu chạy xịt xịt xịt, kiếm gì cầm máu để máu chạy xịt xịt xịt. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, máu nó chạy một chút xỉu. Hiểu không?
biết rằng là mình trả sẽ trả nợ thôi, nhưng mà mình lại mình cầm máu có sao đâu, mình nhắn niệm Phật, hiểu không? Còn cái chuyện như cảm sốt đau bụng đồ này kia thì mình niệm Phật đi, chuyện đó bên trong mình làm được đó. Nó mình phải biết nghe, mình phải mở thông ra một chút. Còn những người mà ta niệm Phật mà ta muốn đi trị bệnh, đi trị bệnh kể người ta, còn mình làm được mình làm. Đó, rõ ràng không? Tu á, làm công quả nhiệt tình hết mình, té một cái bể xương đồ gối, đưa xuống dưới bệnh viện Vũng Tàu để chi? Để ta mổ sắp xương lại. Nó bị tu, bị chẳng bị nạn là vì sao? Vì nó trả từng chút, trả từng chút, từng chút, từng chút. Giống như bị thiếu nợ người ta 100 triệu, vì làm mới bị trả lần 500 ngàn, 500, 500, 500, 500, 500, trả hoài, trả từ từ nó cũng hết 100 triệu. Cho mình nói thôi thôi, không trả đâu, để cuối cùng trả luôn. Nó cuối cùng thì một đống 100 triệu trả. Nên mình tu, mình cái nguyên lý nhân quả phải hiểu. Đâu phải tu là không gặp nạn, mà tu gặp nạn nhưng mà không mê trong nạn. Nó là người tu hành không mê trong nhân quả. Rồi nghe rõ ràng hết trơn rồi đó mấy chị. Thấy không? Nghe rõ ràng hết trơn rồi đó. Rồi mình đi niệm Phật mà về chồng nó quýnh thì cũng là một cách trả nợ chứ gì. Nó quýnh một cái mà nó trả được cái nghiệp là quỷ sứ đập vô mặt mình bể cái mặt. Chồng nó quýnh đâu có bể cái mặt, nó quýnh vô lắm chảy máu răng thôi. Còn quỷ sứ nó chơi cái chài sắt, nó đập một cái là banh cái đầu mình luôn à, như cái đầu luôn vậy đó. Quỷ sứ là không có dị tình, là chơi sâu vào định luật nhân quả luôn. Thà để chồng tát một cái vô mặt để trả một cái nặng nề, quỷ sứ quất một cái bể cái đầu, banh đầu banh cổ, hiểu chưa? Mình tu hành phải thông cái chỗ đó đó. Nó chồng mình mà nó quýnh mình á thì chồng mình cũng là quỷ sứ. Mà quỷ sứ ở đây nó hiền hơn, quýnh nhẹ hơn. Chứ ở đây mà nó quýnh nặng quá pháp lực xử lý thì sao, đúng không? Nên mình trả ở đây nhẹ hơn nhiều. Trả ở đây nó một phần, mà trả ở trong tam đồ ác đạo tới 1000 phần, 100 phần. Nên người ta đọa trong địa ngục, mà khi người ta nhập xác người ta nói, mình hỏi người ta có nói được đâu. Vì cái sự trả đó nó kinh quá. Nó là bậc A-la-hán chứng quả, mình nhìn là đời quá khứ đọa địa ngục mà mồ hôi chảy máu. Vì nghĩ cỡ nào chưa? Còn mẹ quan một nữ thì nói đừng nói nữa con ơi, đừng hỏi nữa. Làm sao kể giết sự khổ đau thống khổ trong địa ngục. Kinh Địa Tạng mới tụng đi, cho thấy kinh chưa? Nên mấy đứa nhỏ nhỏ, còn nhỏ mà bắt hiếu với cha mẹ, hỗn với cha mẹ, lì, cha mẹ dạy không nghe, mẹ nói đến kênh cự lại chả treo, là đa phần tương lai quỷ sứ cắt lử hết trơn. Quỷ sứ mà cắt lử, có đứa bé bé đến nói thầy ơi, quỷ sứ cắt lử con ngậm miệng là sao nó cắt? Ngậm miệng lại, nó có cái dùi sắt nó đập vô cái miệng, nó banh cái miệng ra. Mà nó đâu có phải là như mình tội nghiệp đâu, theo cái nghiệp ta làm. Mà cái nghiệp đó là do tạo tội của mình tạo ra mà thành ra quỷ đó đó. Thì bây giờ quý vị coi chồng quý vị đánh quý vị là quý vị đã từng đánh ổng, thì hiện cái tướng này lên thì đánh mình. Chứ ở đâu mà ra? Chúng sanh không có cái nghiệp của địa ngục thì không có địa ngục. Mà mình đã vô địa ngục là mình do có cái nghiệp đó. Mình làm con mà mình chả treo với cha mẹ mình hổ. Còn nhỏ xíu mà nói đến là nó kênh, nó nghinh. Chả treo lại chả lờ. Hoặc là nói đến cái mặt làm gì nè. Vậy đó, nghinh vậy đó. Hoặc là lồm lồm mắt. Ghê lắm á. Lồm con mắt thì nó móc mắt, mà lồm cái tâm thì nó mổ tâm. Mổ tâm là tâm can, lục phủ ngũ tạng nó moi ra. Còn lồm cái miệng thì nó moi cắt, cắt môi cắt lưỡi. Lồm con mắt thì nó móc mắt. Còn đưa tay thì chặt tay, đưa chân thì chặt chân. Quý vị cứ xem Bác Hiếu đi, Bác Hiếu mà đưa chân quýnh cha mẹ thì chặt chân, đưa tay quýnh cha mẹ thì chặt tay, kênh cặp mắt thì móc mắt.
suy nghĩ hại cha mẹ thì đập đầu. Ghê chưa? Đó. Từ nơi đó mà bây giờ cái nhân mình tạo, cái quả mình chịu, mà nhất là tội bất hiếu. Tội bất hiếu là nặng nhất. Cái người phước có lớn cỡ nào mà đã bất hiếu rồi là nó suy phước mau cấp kỳ. Nhất là con nít. Con nít mà hổn với cha mẹ là con nít này sống không bao giờ thọ. Ờ à, quý vị con, có nhiều đứa con nít nó khôn kinh khủng, có thể nó chết sớm. Vì nó khôn quá. Nó quá khôn vượt thời hạn. Cái thời hạn con người là đi theo quy luật tự nhiên. Con nít đừng có quá khôn. Tại vì nó nhỏ quá mà làm sao khôn như người lớn được. Nên quý vị coi, có nhiều người trạng ngày xưa mà tại sao chết sớm? Vì khôn quá. Đúng ra con người, người ta như một cái cây vậy đó. Nhỏ thì nó theo quy luật từ từ mới lớn lên. Còn cái này cái cây con mà nó như cái cây già thì nó phải chết sớm. Vì mày già rồi, mày phải chết. Già háp. Già háp thì chết luôn. Có không? Vì cái, coi có nhiều đứa con nít á, nó còn nhỏ nó thông minh, nó nổi tiếng tới ghê luôn, mà lớn lên nó có nổi tiếng không? Vì nó còn nhỏ, nó kiếm tiền từ cái thông minh còn nhỏ. Nếu cha mẹ mà biết rèn á thì nó còn nhỏ nó quá thông minh rồi. Mình nên dằn lại lấy cái thông minh nó để bố thí cúng dường. Đừng có lấy tiền. Sau này nó lớn lên chừng 20 tuổi là nó thành đạt. Rồi là thành đạt cũng đừng cho lấy tiền nhiều nữa. Đến nó 30 tuổi là cả đời thành đạt luôn. Tuổi thọ mà còn thành đạt nữa. Người vậy mới khôn. Nên quý thầy mà tu nhiều chục năm á, người ta thông hiểu chỗ này. Nên người đệ tử quá giỏi, người ta phải đè nó. Quá giỏi luôn phải đè. Hồi đó những đức á, từng nói một câu: sao cứ nói tôi hoài, sao không nói người khác? Sao cứ nói, tôi sao không nói người khác đi? Người khác không làm chứ mà không nói họ mà nói tôi chi? Cuối cùng có người nói rằng: thì mày làm tao mới nói, chứ tụi nó có làm gì đâu mà nói, nó làm gì? Thì ra là phải đè mình đi làm chi? Để coi sức kiên nhẫn mình cao. Phật cũng dùng cách đó để khảo đảo người tu. Nên quý vị muốn sanh cực lạc thì phải chịu sự khảo đảo. Mình không bị khảo đảo sao thành đạo? Cư sĩ xuất gia chuyện gì chứ? Mỗi ngày lang thang mà muốn giảng sanh lai rai từ từ, không có chuyện nữa đâu bạn. Bạn làm thì cũng phải nhiệt tình, bạn rảnh thì phải niệm Phật, lễ Phật. Chứ đâu có thể nào mà nói ăn không ngồi rồi chơi chơi vậy rồi niệm Phật giảng sanh. Cái gì nó cũng có cái giá của nó bạn u. Hiểu chưa? Cái gì cũng có giá hết trơn á. Nên đã biết tu rồi thì đừng có than thở. Chồng có quýnh cỡ nào cũng than. Nhắc hoài đó mà còn than. Hôm qua gặp cái bà đó, chồng bà đính quýnh bà. Bà lợi bà mét. Nó chồng mà đánh bà lại bà mét, tôi không lẽ bà kêu tôi đánh chồng bà. Đang tiếp Phật tử. Phật tử tập trung lại. Tiếp. Gần lễ tới. Kiếm chút cơm cháo nữa. Ngồi tiếp tôi cúng dường đồ chút đỉnh. Bà sẹt vô bà khóc hu hu. Nhà Đức nói: cái gì à? Nói chồng con đánh con khóc hu hu hu. Nhà Đức nói: bà lỡ cái cây cột kia bà ngồi bà khóc đi. Bà để tôi làm ăn chút. Lễ lọc tới bà để tôi làm ăn chút để tôi lo cái mùa lễ. Tôi lo tùm lum tùm la chứ bà đứng đây bà khóc. À, tướng là không ai cúng hết trơn. Tại nãy giờ người ta cúng quá trời luôn tự nhiên. Bà lỡ bà khóc không ai cúng nữa chứ bà lỡ đằng cây cột kia bà ngồi bà khóc mình đi. Bà khóc cho đã đi rồi chút rồi bà khóc xong mà lỡ đây tôi tính sổ bà. Nói vậy cái hết khóc. Thấy chưa? Đúng là phải có chiêu chứ không phải chuyện giỡn. Chứ gặp mà kêu nín đi đừng có khóc nữa là
mà khóc kỳ lắm. À, khóc mà đứng ngay cái mặt mà cứ làm nè. Khóc môi giật nó thôi mệt quá tao. Đang tiếp Phật tử nói chuyện vui thế ghê, bà làm mà mắc hứng ghê. Thôi bà lỡ kia bà khóc đi, bà lỡ kia bà ngồi bà khóc mình bà. Nói sao thầy vô tình, tôi vô tình từ xưa tới giờ. Không mình làm vậy mà nghỉ khóc nha quý vị. Lạ ghê. À, xong khóc xong hết trơn, lợi như đứng hỏi còn khóc nữa không? Nó già hết rồi. Như Đức nói á, tôi nghĩ chắc lâu quá bà không có khóc đúng không? Nó già lâu không có khóc. Như Đức nói bởi vì bà cột cái bịch nước mắt, nước mắt. Nó vừa nó nước mắm. Bà cột cái bịch nước mắt cái bên. Nên mấy bà này dễ khóc lắm. Đụng gì cũng khóc. Tại vì sao có cái bịch nước mắt của cái em bé. Muốn khóc thì dặn nút ra cái khóc. Chuẩn bị sẵn không à. Dặn nút ra cái tê khóc à. Ngộ ghê. À, tôi phiên mấy bà. Mình là người niệm Phật sanh cực lạc, nghe Phật pháp rồi. Đừng có đụng cái gì cũng khóc. Không có giải quyết vấn đề đâu. Với than thở với ai cho nó mệt. Đã nói là nhân quả mà than chứ cho nó mệt thêm. Có cái mình gặp mình chia sẻ, mình nói lên việc đó để cho thầy ổng giảng. Ông nói cái chuyện đó mà cô vậy đó, mà người ta khổ vậy đó, mà người ta niệm Phật đã vượt qua thì nói, chứ đừng có than thở chi cho nó mệt. Nhân quả mà than chi, trả đi. Trả đi mình về cực lạc mình chứ. Đúng không? Trả về cực lạc chứ. Nó giờ lại rèn luyện đi, giờ muốn vãng sanh thì phải rèn, phải ghen. Đời những đức cũng sẽ gặp nạn mà, thì từ khi đi tu về những đức cũng gặp hoài. Cái chặn mà 5 năm những đức dứt cái là những đức sắp bức rồi đó. 5 năm á, đi xuống đây là chuẩn bị tiêu rồi đó. Đa phần ai cũng nói ông hiền tiêu rồi. Hồi xưa mấy vị không biết những đức, nhưng mà nhiều người tao biết những đức, ông hiền tiêu rồi, chết rồi. Sống sao nổi? Sống nổi không? Tôi nghĩ làm sao sống nổi? Trời ơi, kinh lắm, không có giỡn đâu. Đó là người trong cuộc mới biết. Ghê lắm. Mà cái đó là nội gọi là mới đó, chưa gì mới có 5 năm đó nghe. Chưa có tâm kiên định gì hết mà đánh một gậy lớn quá đó. Có ngày hôm nay là vừa vượt qua cái chặng đó đó. Ba năm sau vớt thêm một chặng nữa. Dữ dằn lắm đó quý vị. Ừ, lớn lắm đó. Ở đây á, chuyến đó những đức mà không kiên định, những đức cũng giọt luôn rồi đó. Nên phải trải bao nhiêu sự việc. Còn chuyện trong chùa thì đụng bao nhiêu việc trong chùa. Hiểu không? Nó làm sao không gặp nạn trời. Có khi biết rằng lễ lọc gì cũng mệt. Nó nói đầu cái đầu con người, nó đầu Phật. Công việc nhiều lắm quý vị ơi. Tính bao nhiêu chuyện. Tất cả các ban điểm chùa bây giờ phải tự hoạt động, những đức phải sắp xếp. Mà sắp xếp ra mấy anh em ổng nghe lời mới được chứ. Tổ chức thành tổ chức hết trơn rồi. Hồi đó thì dụ như mấy điểm ở đây, những đức đưa người bên kia qua đây làm. Còn bây giờ hình thành tổ chức mà. Nó hình thành tổ chức đơn giản lắm hả? Mỗi bên tự hoạt động quý vị, nó đơn giản hả? Và quý thầy này nếu như mà mấy ổng mà nghe mình giảng dạy mà mấy ổng nghe lời, mấy ổng thuận thảo nhau thì được. Nếu không bây giờ 3-4 điểm chùa bây giờ mỗi bên là bắt đầu đứng lên. Đều nghe lời những đức nhưng mà anh em nó không thuận thì sao? Mục tiêu là họ nghe những đức thôi chứ mỗi bên nó tranh cạnh nhau. Nó nhờ mấy em huynh đệ trong chùa nó họp đó. Chứ nếu mà xảy ra chuyện đó những đức nhức đầu không? Phải đi dàn xếp. Chuyện nó đi tu đơn giản hả quý vị? Mỗi một kiện chùa toàn là hoạt động lớn không? Đó. Hoạt động lớn không à? Ai cũng lớn lên hết rồi. Ai cũng đều có danh của ông thầy hết rồi. Nó đâu có đơn giản đâu quý vị. Đó. Muốn nói nghe không có dễ đâu. Phải lo lắng, phải nhiệt tình, phải tỉ tê từng chút, rèn luyện. Từ đó tới giờ mới được gì đó. Đó. Nên cũng mệt chứ. Rồi lễ 4 ngày bị nói đơn giản hả? Người ta gì mà phải lo chứ. Các ban bệ phải sắp xếp từng chút từng chút.
hình thành ra tới cái ngày mà sáng 17 những đức qua đây tu, quý vị, nói chuyện đơn giản, những đức phải trải qua một đoạn thời gian nửa tháng làm việc cực lực luôn, rồi những đức phải giảng 12 buổi thuyết pháp sẵn, câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, những đức giảng sẵn đó, giảng sẵn để những giờ giấc đó đưa lên mạng đầy đủ hết, không có mắc những buổi đó, là phải giảng sẵn 12 buổi đó. 10 buổi thì chuẩn bị, 2 buổi là hậu cần cho mình khi lỡ cuối cùng mình mệt, khi lễ xong. Tính đến mức vậy đó. Rồi mới toàn tâm toàn ý cái việc mà vô lễ chương trình, tất cả các ban bệ hoạt động đều không có còn dính tới cái chuyện vừa tổ chức lễ mà sắp xếp nhân sự, không có sắp xếp được. Chỉ có cái là lên báo cần mua cái gì mới gì, hay việc gì quan trọng quá lên báo giải quyết thôi. Chứ ngoài ra nhà đức có đụng vô cái chuyện đó nữa. Thầy nhà đức sắp hết rõ ràng luôn rồi, sắp đầy đủ hết luôn. Nó, nên mình nói thật sự với vị, chứ cái cõi đời này lớn thiền lớn sóc, không khéo làm bao nhiêu chuyện lớn lao vậy mà cuối đời có chừng không giảng sanh, tại vì bận tâm quá không giảng sanh được. Không đơn giản đâu, thấy rồi đó. Nên những đức có thường nhắc mình, vì thấy nuôi các cụ già là cái chuyện nhắc nhở sâu sắc nhất, vô thường đến bất tử. Chùa mình quý vị thấy mắt có đa dạng tuổi mà, 11 tuổi đi đó. Nói giờ mình đây mình nói mình tu còn trẻ còn khỏe chưa đâu. Vậy cơn vô thường mà nói là cái chuyện khỏe gì? Bà Tâm bà phải re mà bà đi, bà 100 tuổi lê lết bánh mà không đi, bà 100 tuổi nay khỏe lại, để vòng vòng đi ăn uống đồ chơi rồi. Còn bà Tâm thì khỏe ngờ ngờ, tự nhiên đi bất tử. Nên những đức nói là ngày nào cũng niệm Phật, làm việc gì cũng niệm Phật, phải niệm Phật, phải siêng niệm Phật, để lúc nào ngã là ngã về Phật liền. Nào ngã là ngã về Phật liền. Cái cõi này là cái cõi vô thường, đừng có để luống qua đời của mình. Những đức nói vợ chồng con cái đó là duyên hợp duyên tan. Khi mà duyên tan rồi nó đi vào tam đồ ác đạo thì tự chịu. Còn cái chuyện bản thân mình tu hành là cái chuyện này phải lo chuyện giải thoát. Và khi lo cái chuyện giải thoát này thì bản thân mình nó mới giúp được chúng sanh, giúp được duyên với những con người mình đã từng quen. Còn mình không giảng sanh sao mà giúp đây, mà nói gì cái gì ở cõi đời này. Bây giờ những đứa có duyên, những đứa làm nhiệt tình hết mình cực lực, dù mình là phàm tăng chứ phải là thánh tăng. Phàm tăng mình cũng còn sai chứ, nhưng mà cái việc mà cảm ơn Phật Pháp là cao độ. Riêng những đức này, đức cảm ơn Phật Pháp dữ lắm á. Mà cảm ơn Phật Pháp là mình cảm ơn những người giúp mình đi đến Phật Pháp. Những đức từng nói rằng những đức cảm ơn thầy trên kia là cái pháp tu này đó, cả đời những đức duy trì. Hôm qua có mười mấy cô gặp những đức ở ngoài miền ngoài vô. Dạ thưa thầy, ngày xưa con cũng tu giống trên kia, niệm Phật không, pháp tu đó đặc biệt, con cảm ơn thầy, thầy vẫn duy trì cái pháp tu đó của ngày xưa. Bao nhiêu người gặp như đức ta nói ta cảm ơn vậy luôn á quý vị. Ta nói sau này tuy là cũng khuyên niệm Phật, nhưng mà có nhiều cái con làm có được thầy ơi. Họ nói gặp như đức con nói rõ ràng gì, họ nói rất là cảm ơn thầy vẫn duy trì cái cách tu của ngày xưa, đi đến đây thấy còn dễ tu hơn nữa, còn gọn hơn ngày xưa nhiều, và còn tu được tốt hơn, nhất là lễ Phật đồ vẫn duy trì y nguyên vậy. Nó cảm ơn đó. Thì bây giờ họ cảm ơn những đức là những đức cảm ơn đó, cái duyên những đức nó từng học á, hiểu quý vị. Cuộc đời con người quý vị ơi, mình làm thầy người ta đi học với mình, mình mừng là người ta đem cái sở học của mình dạy người ta đi hoằng truyền á, chứ mình làm thầy mình không có mong mỏi cái gì người ta phụng sự mình gì đâu. Tại vì mình chỉ mong dạy người ta để người ta đem cái cách của mình người ta đi làm thôi, chứ mình cần gì thiết gì cái chuyện mà người ta lo gì mình bên cạnh mình cái gì. Nên những người mà như đức hướng dẫn, mấy anh em ai làm được như đức mừng giùm người đó. Tại vì mình mong họ như mình được làm việc lợi ích cho chúng sanh vậy thôi. Nó đời con người mà danh lợi cái gì cầm theo đâu quý vị. Một hơi thở thở ra con hít vào bản thân mình còn chưa giữ mạng được, đừng nói chi là cái danh cái lợi trong cuộc đời này, nó là phù du ảo ảnh lắm. Tu đạo hãy xem xét cho kỹ, sâu sắc, nhìn sâu sắc vào cái cuộc đời vô thường đi, và lúc đó quý vị tự nhìn thấu à. Nó những đức nói thật cho quý vị biết rằng đó, mục tiêu những đức niệm Phật cầu sanh cực lạc mạnh dữ lắm,
Nhưng mà ở cái cõi này cái nhân tạo nghiệp nó nhiều quá. Cái nhân tạo nghiệp nó quá nhiều. Quý vị gặp cái nhân tạo nghiệp không nhiều bằng những đức. Những đức cái người bao vây xung quanh nó đông quá. Cái nhân tạo nghiệp của những đức nó mạnh dữ lắm. Và cái nhân mà lừa đảo của những đức nó cũng nhiều. Nói câu lừa đảo là cái câu nó hơi cao tay quá. Là sao quý vị biết không? Nó gặp người này là phải nói làm sao cho người này nó chiều theo tư tưởng đó. Và nó phải kéo lại. Gặp người này là phải chiều theo tư tưởng đó để kéo lại. Gặp người này là giống như giả dối nhưng kéo lại. Rồi đến lúc phải đẩy thật vào. Đến lúc phải đưa giả ra. Lúc phải đưa thiệt vào. Quay lại. Chứ mà đưa thật rồi họ không tiếp nổi. Nên gọi là cái tâm mà gọi là nó giả dối nhiều quá. Mà nếu như mà mình mà không gầy dựng cái tín nguyện niệm Phật là nó bị kéo đi luôn. Có rất là nhiều người người ta cũng làm gì mà người ta bị kéo đi đó. Vì không có đủ lực, vì cái định lực cầu sanh cực lạc yếu. Cái tâm lực cầu sanh cực lạc yếu quá nên nó bị bứt gốc. Những đứa không kéo nó cũng bị bứt gốc nữa. Tại vì sao? Cái người đeo theo mình nó nhiều quá. Người đi theo mình nó quá đông, quý vị nghĩ đi. Đông lắm chứ không phải ít đâu. Cái lượng chùa mình thôi, quý vị nghĩ đi. Đa phần người ta đều nghe những đức. Thì từ nơi đó mà những đức giải quyết bao nhiêu vấn đề của một ngày. Chuyện những đức giải quyết nhiều lắm. Rồi có khi còn tiền mà cũng nói với người trong chùa là hết tiền rồi. Đến chi? Để cho tự mà biết gịch lại một chút. Để không thôi xài phung phí. Nó bị thấy không? Rồi có khi nói cách này, nói cách kia, nói cách nọ. Giết bản thân mình không biết mình nói cái chỗ nào đúng sai. Nhưng mình chỉ nghĩ có cái điều là mình vì người ta mà mình làm. Cái gốc đó nó phải dĩ, duy trì. Còn cái gì mà mình thấy không đủ duyên thì thôi mình buông ra. Nghĩ, không đủ duyên thì thôi. Không có đơn giản đâu. Nên gọi là nếu như muốn độ sanh trong cái cõi ta bà là phải có chiếc áo giáp của Di Đà ban cho. Không có chiếc áo giáp đó đối với vị mà đi độ sanh ở cõi ta bà này. Quý vị nổi tiếng lên chút thôi là người ta ào ào người ta tìm đến là quý vị sắp chết rồi đó. Đừng nói chuyện vẫn chơi, sắp tới chuyện rồi đó. Tiếng tâm mà nó bùng lên là sắp chuyện tới. Thấy không? Dí Quan Âm này tổ chức xong có chừng có chuyện á. Chiếu âm này tổ chức xong bắt đầu nổi tiếng cho thấy nè. À, có người những đức nó cũng có linh tính cao độ lắm quý vị. Ừ, không dễ đâu. Tại vì những đức sống mười mấy năm trong đạo gần nhiều người nổi tiếng. Những đức nhìn ra những cái lúc người ta nổi tiếng lên là nó có chuyện đến à. Cái quy luật của cõi này giống như thả diều vậy đó. Nó lên cao thì diều phải tự rớt xuống lại. Quy luật đó vậy mình phải chấp nhận chứ. Nhưng đòi hỏi cái sự kiên định tu của bạn có duy trì hay không. Quý vị thấy những đức là làm được cái chuyện ở nơi. Không xài điện thoại. Không có qua lệ với Phật tử này kia. Không có cái chuyện mà dính dáng lễ lọc mà ngồi nhận cái cúng dường. Cái điều này là quý vị thấy những đức làm được đó. Hiểu không? Rồi gầy dựng người trong chùa. Tạo thành cái sức đoàn kết của người trong chùa mạnh. Những đức không có đi. Chứ những đức đi chùa cho mình nó không đoàn kết đó. Những đức mà đi là mấy cô mình nó quýnh lộn với nhau đó. Con gái nó ở đông vậy nó đâu có chịu thua đứa nào đâu. Đứa nào nó cũng giỏi lên rồi. Đứa nào nó cũng giỏi hết. Nhất là bên hộ pháp mình. Nó giỏi nhiều lắm. Nhiều đứa nó biết hết trơn rồi. Những đức dạy 5-7 năm nay nó biết hết trơn rồi. Nó lanh lẹ, nó khôn, nó gặp cái vị nói chuyện, nó nói cho vị nghe. Nó đâu có vừa đâu. Thì nó đâu có quản tụi nó được đâu. Do quá quý những đức phải nghe lời. Không có già làm cho những đức buồn. Nó do quá quý á. Mà bây giờ những đức mà đi lang thang chỗ này chỗ kia là bắt đầu ở chùa nó có chuyện xảy ra. Nó buồn. Nó buồn thì chuyện xảy ra chứ làm sao. Quý vị cũng là con gái, quý vị hiểu mà. Đúng không? Quý vị cũng là đàn bà, gái, quý vị hiểu, quý vị buồn, quý vị có chịu nổi không? Vì vui thì quý vị tốt lắm, vì vui là đặc biệt lắm mà vì buồn là sanh tâm. Buồn là nó sanh nhiều loại tâm bậy bạ lắm. Hung dữ, hung sùng, chữ lộn, moi móc. Đó. Rồi châm chích, cự lộn, ganh tị, đúng không? Khi buồn là những cái tâm xấu nó quay về ngay cái góc buồn.
Nên như Đức nói buồn là tất cả lỗi lầm tội lỗi nó quy về chỗ buồn. Còn vui, vui là nó giải mã hết tất cả những cái buồn. Nó những đức quý vị thấy rõ ràng là quý vị yên tâm được là những đức vô ở một nơi. Cỡ nào cũng quý vị niệm Phật mỗi ngày. Có bữa khang tiếng ho hen cũng lên giảng đấy, bữa đó nhớ không? Giảng có 10 phút ói tại chỗ. Cái bữa đó ói tại chỗ vì thấy rõ ràng nó đang lại giảng tự nhiên nghỉ luôn. Chơi được 10 phút. Hiểu không? Nó thấy chưa? Vậy là quá hết mình rồi. Mình biết được ông thầy vậy cũng hy hữu khó gặp. Hiểu không? Dù là phàm tăng như kiếm phàm tăng gì cũng khó đó quý vị. Hiểu không? Chịu ghen chứ chịu tu, chịu giảng pháp, chịu lại Phật, chịu niệm Phật, chịu lại Quan Âm, chịu nuôi người già, mà lại chịu bảo vệ bị nữa chứ. À, cái lòng tin đối với Phật quan trọng đó quý vị. À, thí dụ như có những người người ta mỗi ngày người ta cũng niệm A Di Đà Phật, nhưng khi người ta gặp sự cố gì người ta lại niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Theo như quý vị thấy, cái chú mà ổng bị trôi dưới biển 3 ngày 3 đêm thì ông chỉ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vì thì ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng rõ ràng cảm ứng đó, đúng không? Nhưng mà mình biết nhiều mà lại phân ra. Mình phân ra, ví dụ như cầu sáng sanh thì niệm Di Đà, cầu an thì niệm Quán Âm. Vậy thì thí dụ như mà nói ví dụ dễ hiểu đi. Trong chùa này thí dụ như hòa thượng mình là A Di Đà Phật, những đức là Bồ Tát Quán Thế Âm. Cái vị niệm hòa thượng thì ví dụ như kêu cứu, mình gặp tai nạn mình cũng niệm hòa thượng. Vì hòa thượng ngày đến không được ngày nói Quan Thế Âm Bồ Tát lỡ cứu nó thì nó niệm tao nãy giờ, đúng không? À, tại vì giờ bổ nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm có cao siêu cỡ nào thì A Di Đà Phật vẫn là thầy của Bồ Tát Quán Thế Âm. Những gì mà Bồ Tát Quán Thế Âm làm được thì Phật A Di Đà đều làm được, không có khác một chút nào chứ, đúng không? Bây giờ 10 phương khắp pháp giới niệm danh hiệu A Di Đà Phật, một lúc đó dù hàng vạn người niệm Phật thì Phật A Di Đà dẫn đến tiếp dẫn được. Mà ngài đi cùng có Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí đi theo, hàng thánh chúng đi theo. Vậy thì các ngài là một thể, một thể độ sanh. Nhưng cái đặc biệt nhất của mình là khi mình đặt vào đức tin thì phải tin cho chuyên. Còn khi mình niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì nguyên một ngày đó, 4 ngày đó lễ Quan Âm thì phải lễ Quan Âm. Còn khi người ta niệm Di Đà là người ta chuyên niệm Di Đà. Còn khi cái chương trình đó là chương trình mình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm thì mình phải ra lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Chứ đâu có thể nào mà thí dụ như mình quỳ xuống hay hoặc là mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cái lúc mà mình quỳ xuống mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng không đúng, hiểu không? Còn mình niệm A Di Đà Phật mà mình niệm thêm Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì cái đức tin của mình á nó bị phân ra, hiểu không? Thí dụ như giờ quý vị cũng làm việc tốt đó, nhưng mà quý vị đang lau nhà chánh điện, nhưng mà quý vị lại chạy qua bên kia lau nhà ngủ, thì một lúc mà làm hai việc đó quý vị thấy nó có đặc sắc không? Nó không đặc sắc được. Nên mình chỉ cần lau chánh điện là mình lau chánh điện cho tốt đi. Mình lau xong chánh điện rồi lúc đó mình có thời gian mình muốn lau nhà ngủ thì mình lau nhà ngủ. Cái việc gì nó rõ ràng việc đấy. Nên lúc mà mình thường niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì gặp sự cố gì cũng hãy tin rằng bổ nguyện Di Đà
cũng từ bi, không khác gì Quán Thế Âm Bồ Tát. Tin vậy đó. Nó qua câu chuyện của cái ông mà ông bị trôi lên đên dưới biển 3 ngày 3 đêm thì chúng ta kiểm nghiệm rõ ràng rồi à. Nhưng mà vì sao trong kinh đồ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nêu lên bộ nguyện của Quán Âm Bồ Tát như kinh Phổ Môn đồ, thì nó phải có cái những người như vậy để cho những con người có kêu cầu theo cái tính đó mà họ có một điểm nương tựa. Thí dụ như chùa mình bao nhiêu chú, bao nhiêu thầy, thì những đức đặc trách là chú này làm việc này, chú này làm việc này, chú này làm việc này. Nhưng mà thí dụ như mình kêu ngay một người trên nhất thì người trên vẫn phái họ đi làm. Nó không có khác gì, vì người trên người ta cũng nắm hết việc à, ta biết tất cả các việc mà. Nhưng mà ta bố trí việc gì để làm chi, phải không? Để khi cái người nào mình cần người đó làm việc đó thì thí dụ như mình chạy lỡ đó mình kêu người đó cho nó tiện. Nhưng mà nếu như mình kêu ngay một cái người trên không á thì người trên vẫn phái được thôi chứ không có gì khác. Đâu có gì đâu khác đâu quý vị. Nhưng mà cái đức tin về niệm Phật, mình gầy dựng cái tâm cầu sanh cực lạc thì mình phải gầy dựng làm sao cho nó mạnh nhất của đời mình. Vì những đức thấy rằng là ở cõi đời này nó vô thường dữ lắm. Như hôm qua những đức ngồi chung với bà cụ, cái bà cụ chắc nhiều cô đây cũng biết, bà Tâm, chùa Pháp mình chứ á. Cụ đã ở lâu lâu lắm rồi đó, từ khi những đức xuống hộ Pháp là như thời gian ngắn là bà đến luôn tới giờ ở tu. Mình sáng ngồi chơi với bà bình thường nói chuyện đồ, lần nào ăn cơm buổi sáng xong cũng chạy qua khu yếu chơi một chút, chọc cho các cụ vui rồi khuyên cụ niệm Phật mấy câu quan trọng một chút xíu à, là nghe nói bà chết queo chút xíu à. Quý vị đang ngồi chơi nói chuyện hô hà ăn cơm bình thường luôn, rồi bà nói với mấy cô bà muốn đi vệ sinh, đi tắm. Mấy cô dẫn bà đi vệ sinh. Xong cái đi vệ sinh xong đi ra thấy bà yếu quá, cái đưa bà vô phòng hộ niệm. Đưa vô phòng hộ niệm xong cái bà nằm phòng hộ niệm xong cái niệm Phật cho bà, bà đi luôn, nhẹ sờn luôn. Giống như không có sự đau đớn hoàng hoại, giống như đi nhẹ sờn vậy đó. Rồi sáng nay 8 giờ thì liệm, ngày mai khoảng 7 giờ rưỡi như Đức làm lễ đưa bà đi lên đài Hóa Thác. Mình thấy cái cuộc đời vô thường chưa? Mà bây giờ mà mình không gầy dựng một đức tin cho nó rõ ràng, khi cơn vô thường đến là mình lừng chừng làm sao? Cái người mà niệm Phật mà cuối đời không giảng sanh là do bổ nguyện mình, do mình lòng tin mình có vấn đề đó nghe. Do lòng tin vào bổ nguyện có vấn đề đó. Cái lòng tin của mình là mình tin bây giờ mình niệm Phật mình cầu sanh cực lạc, nhưng mình khi gặp sự cố mình lại niệm danh hiệu khác. Không có sai, không có sai, việc này vì công nhận là không có sai. Nhưng mà nó sẽ làm cho quý vị phân vân lúc mình niệm Phật hay là mình niệm Bồ Tát. Nếu như quý vị quy nhất một hướng thôi là quý vị sẽ chiên liền. Mà chiên thì cảm, chiên là cảm liền, chắc chắn luôn. Chiên nhất là cảm. Thật sự mà nói trong cái cuộc đời này quý vị, mình học Phật giết à, đối với nhân quả mình tin dữ lắm. Đối với cái cõi đời thịnh si mình tin dữ lắm quý vị, tin dữ lắm. Mình tu học giết mình tin dữ lắm. Vì chùa mình là dễ tin lắm. Vì sao biết không? Vì cái lượng người đông quá, trong đó nó có đa dạng nghiệp cho mình nhìn. Bà cụ 100 tuổi hộ niệm bà, mình nghĩ bà cụ này bà đi à, bà 100 tuổi bà không đi. Con của bà nó vô chăm bà, rồi nó vô chùa mà cái ảnh hưởng của Phật Pháp luôn. Không có biết Phật Pháp nhưng vô chăm bà tự nhiên mỗi ngày như Đức nói chuyện cái tự nhiên thích luôn, cái đi ra mua áo chàng đồ lam bạn, rồi cái biết niệm Phật luôn. Còn có đứa cháu đạo Thiên Chúa, nó vô nó nói dạ thưa thầy, con vô trong đó nhưng con ngồi con chỉ cầu nguyện thôi chứ con không có niệm Phật. Tại vì con đạo của con giữ. Không có sao, cô cầu gì cô cầu, miễn cô đừng có đụng bả thôi, cô lo cô cầu đó đi. Ở đây người ta niệm Phật thì người ta niệm Phật, cứ giữ y nguyên vậy đi không sao đâu.
Xong cái cổ nghe nhà Đức nói chuyện á, rồi xuống lớp đạo làm con, nghe nói chuyện. Rồi xong cái bữa sau lại cô nói dạ thưa thầy cho con mượn bộ đồ lam. Con thấy trong Phật giáo dạy gần gũi bà hay quá, xác thực ghê. Thôi thầy cho con vô trong một niệm hội niệm Phật luôn nghe. Nói cô niệm gì cô niệm kệ cô, miễn cô đừng có tâm ác thôi, cô cứ niệm Phật thôi. Thấy không, rõ ràng chưa? Mình để tự nhiên mà người ta tự cảm nhận, cái đó là gọi là để tự nhiên mà tự cảm nhận. Mình đi tu á, mình vô chùa mình nghe pháp, mình đi niệm Phật á, mình đi về nhà để cho người nhà cảm nhận mình đi. Mình phan hả, nói dòng do tam quốc làm chi? Để cho người ta cảm nhận quý vị từ khi gặp Phật pháp, đi nghe pháp, đi tu, với lúc quý vị chưa nghe pháp nó làm sao? Cho người ta cảm nhận đi. Lúc mình chưa có đi tu á thì tính tình mình sao? Giờ mình càng tu rồi tính tình mình sao? Để cho người ta cảm nhận mình đi, rồi tự nhiên người ta theo mình à. Vì người ta cảm nhận mình, người ta theo mình. Cũng như quý vị nghe Nhận Đức là do bị cảm nhận mà nghe. Chứ bây giờ quý vị thấy Nhận Đức không có kết quả gì chứ, bị theo làm gì. Nhưng do cảm nhận lợi ích mà người ta hướng theo, học tập. Có nhiều người người ta biết Phật pháp còn trước Nhận Đức, tu mấy chục năm luôn, đi chỗ này chỗ kia nhiều quá trời luôn, mà cuối cùng người ta dừng chân khi người ta gặp Nhận Đức. Nhận Đức ở nơi hoài. Có những người người ta nghe mình 2-3 năm đầu người ta đi, 5-7 năm sau quay lại, cũng thấy mình đi rang vậy à. Người ta hỏi Nhận Đức là ủa sao thầy cứ gì hoài à? Nhận Đức nói không gì hoài chứ làm sao, không gì hoài chứ làm sao. Bây giờ Nhân Đức hỏi cô nè, mục tiêu của cô niệm Phật là để làm gì? Cầu sanh cực lạc. Vậy cô giảng sanh chưa? Chưa. Chưa giảng sanh là đổi làm gì? Đó là mục tiêu niệm Phật, để sanh cực lạc thì đến cuối cùng đi, để quyết định cuối cùng á, là để Phật A Di Đà ngày rước. Dòng ở dưới hộ pháp có một bà cụ, cái bụng bà bự to đùng ở dưới tôi, thấy không? Bụng to đùng luôn, mà tâm trạng đặc biệt lắm. Giống như cái tâm bà nó giải tỏa hết trơn à. Bây giờ thăng bệnh sao, bệnh kệ mồ, không quan tâm. Cái bụng to đùng luôn, nay nó bự hơn nữa, nay nó bự ra thêm rồi. Nhân Đức nói bà mai mốt bà giảng sanh nó lòi vàng ra cho chùa số tiền, cái công lo cho bà. Rồi khi bà giảng sanh xong tự nhiên trong bụng nó lòi vàng ra, mà vàng gì không biết nha. Thấy không? Nếu mà nó lòi vàng thiệt ra thì cũng kỳ tích đó. Tôi lấy vàng tôi làm tượng Phật tặng cho Phật tử nó, còn nó lòi vàng kia thì thôi. Thấy chưa? Nói bà cười quá trời cười luôn. Bà nói trời ơi cái bụng bự cười có khi mệt tí ghê, mà thầy nói chuyện chịu không nổi, cố gắng mà cười nè. Mà tâm trạng nó thoát hết trơn quý vị, nó không có vướng bận nặng nề chứ nghe. Nhận Đức nói bà là dễ giảng sanh. Thì vì sao? Bà không có mong mỏi gì, bà ở đây lâu làm gì cho nó mệt đi. Bà không có mong mỏi ở đây lâu còn chi nữa. Bây giờ Nhận Đức mà đặt vai trò là bà, Nhận Đức cũng mong đi mau mau. Cái tâm mình cầu Phật mau đến rước mình đi, còn Phật chưa đến rước mình vẫn vui bình thường. Chứ không phải là Phật chưa đến rước mình trách Phật sao con khổ quá mà Phật chưa rước con. Vậy đừng có trách Phật. Cái nghiệp chướng mình còn trả thì mình trả thôi, nhưng mà mình luôn luôn cầu Phật rước con đi Phật ơi. Cứ mong vậy đó, cứ mong vậy. Thí dụ như Nhận Đức bận một cái việc gì đi, quý vị kêu Nhận Đức một tiếng thôi, xong Nhận Đức nói chắc nó chưa cần đâu, thôi để từ từ. Nhưng mà quý vị cứ ngồi quý vị kêu như thầy ơi cứu con, cứu con đi thầy ơi, con khổ quá thầy ơi. Mình nghe vài tiếng sau nữa mình thấy thê thảm quá, mình nói chắc người ta cần dữ lắm, thôi để việc này qua bên đi, lo giải quyết bà này trước đi. Thì cái người niệm Phật mà kêu Phật cứu thì cũng y rang vậy đó, tha thiết. Càng tha thiết thì càng cảm ứng, biết rằng chừng nào Phật đến thì Phật sẽ đến. Nhưng cái tâm tha thiết đó đó, cảm với bổ nguyện càng sâu, Phật đến sớm hơn. Hiểu không?
chắc chắn luôn. Còn nếu như vị kêu mà bằng cái tâm xạo thì Phật biết liền, mày kêu cho gác cuốn họng tao cũng không đến, mày xạo mà. Còn mình kêu bằng cái tâm tha thiết, mình cảm với Phật, Phật đến liền á, đến sớm hơn thời gian luôn. Đó. Giống như Pháp Sư Quánh Kha, con niệm Phật còn 10 năm tuổi thọ đó, Phật A Di Đà đến nói con còn 10 năm tuổi thọ nữa, con cứ niệm Phật đi, 10 năm sau ta đến trước. Ngày khôn ghê, thị hiện cho mình đó. Bạch Đức Thế Tôn, con bây giờ căn tính nghiệp chướng nặng nề, ở 10 năm nữa có chừng con quay đầu tạo tội nữa, lúc đó có chừng ngày không rước con. Thôi ngài cho con đi sớm đi, con xả 10 năm tuổi thọ, rồi con về với ngài xong con thừa nguyện trở lại sao. Nên cái người mà niệm Phật mà cảm gặp Phật á, là Phật cùng họ thị hiện, họ cùng Phật thị hiện, diễn giai, diễn thôi. Hiểu không? Khi mình niệm Phật mà Phật đã đến rồi thì cái trí vị nó sáng, thông pháp à, thông pháp à, thì thấy Phật rồi. Người niệm Phật mà đã thấy Phật đến nói chuyện vậy rồi là thọ ký à. Thì người mình là giống như là hoàn toàn tâm thanh tịnh hết trơn à. Nhưng mà vẫn có cái câu chuyện như vậy để làm chi? Để người sau này cầu giảng sanh, Phật đến là đi đi, chứ đừng có nán lại đây làm những chuyện thế gian làm gì. Khi mình về cực lạc rồi mình trở lại làm cho nó chắc, nó không còn thối tâm. Nên cái câu chuyện của ngài Quánh Kha là để nhắc con người chúng ta, ngài rước con đi, chứ ở là 10 năm con sợ đi tạo nghiệp tiếp tục. Phật A Di Đà ngài nói ờ vậy thì được, 3 ngày sau ta đến rước. Ngài mở cửa thắt ra, ngài nói 3 ngày sau Phật A Di Đà đến rước tôi. Người ta còn không tin ông hư như vậy. Câu chuyện này là cho những người hư chúng ta có cơ hội nè. Mà ông là người tăng đó, nghe, trong chùa hư đó, ăn thịt uống rượu, hút thuốc, uống bia, không biết có nữ sắc không. Rồi cuối cùng ông nghe về nhân quả, ông sợ quá. Bây giờ mình cứ nghĩ rằng là cái việc của ông làm là để nhắc người sau này đi. Người sau này nếu ai có gì á thì tự nhắc mình đi. Nếu bây giờ mình không quay đầu thì tương lai mình đi về đâu tự mình chọn. Thì câu chuyện của ông là để nhắc mình sau này cái pháp tu này cho chúng sanh có cơ hội quay đầu. Thấy không? Thì khi ông nghe về nhân quả đọa địa ngục cũng sợ quá. Trong chùa mà làm nhiều điều tội lỗi, không làm lợi ích gì hết chứ, sống cho qua ngày đoạn tháng tạo nghiệp, rồi tương lai đọa lạc khổ sợ quá, nghe về địa ngục sợ quá sợ. Thì hỏi người bây giờ còn cái pháp nào cứu tôi không, thì người ta mới nói về bổ nguyện niệm Phật. Chúng sanh chuẩn bị đọa địa ngục mà quay đầu niệm Phật, Phật còn cứu. Chỉ còn cái pháp niệm Phật cứu ông. Tâm quyết ông lúc đó toàn tâm toàn ý, quá sợ đọa địa ngục, quá sợ đọa địa ngục, ông quyết tâm nương vào Phật để con đừng có đọa địa ngục, thì cầu sanh cực lạc, về cực lạc thì khỏi đọa địa ngục. Thì lúc đó ông thành tâm thành ý, ông niệm Phật, ông đóng cửa thắt 3 ngày 3 đêm ông niệm. Ông niệm cảm với Phật đến, như trong kinh Di Đà để từ 1 ngày đến 7 ngày, thấy không? Mà ông niệm quá chân thành, gọi là tâm sám hối của ông đến mức cùng cực, niệm Phật cảm ức, thì Phật đến rước ông. Mở cửa thắt ra nói 3 ngày sau Phật rước tôi. Người ta không tin, nhưng ta nói 3 ngày thời gian không có lâu, chờ xem. Rõ ràng tới ngày thứ 3 ngài kêu rồi thôi, cái thời khóa này thôi niệm Phật không đi, đưa tiễn tôi đi đi. Nó được, nếu mà ông giảng sanh niệm 3 ngày 3 đêm cho ông cũng niệm, đừng nói chi mà niệm thời khóa, tập trung lại niệm Phật. Thì ông nói Phật Di Đà đến rồi,
ông đi giảng sanh. Tại sao câu chuyện này Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày kể hoài quý vị? Tại vì ngài từ bi. Ngài từ bi quá. Con người chúng ta bây giờ tạo nghiệp nhiều, làm sai nhiều. Mình nghe gì thì mình nên xem lại mình đi, mình xem lại cái tạo nghiệp của mình đi. Mình cũng tu đó mà mình tạo nghiệp á. Có khi còn hút thuốc, khi uống cà phê, khi uống bia. Lỡ mình sai vậy thì sao? Lỡ mình sai vậy thì mình học giống Pháp Sư Quán Ca, mình quay đầu, mình niệm Phở. Nhưng mà ngài thiện căn cũng cực kỳ vậy, cái tâm quyết mạnh thì ghê. Rồi Thái tử A Xà Thế thì thể hiện cho những người con bất hiếu, phá hoại hợp tăng, tạo tội nghiệp phá hoại hợp tăng nặng lắm á. Nhưng mà vua A Xà Thế mà khi nghe Đức Phật thuyết về tịnh độ, ông thành tâm thành ý sám hối quay đầu niệm Phật. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thuyết nói rằng ông giảng sanh thượng phẩm chung sanh. Thù thắng ghê không? Pháp tu này là pháp tu thù thắng, nhưng mà phải tin cho tớ, lòng tin phải cực kỳ cao. Thôi chúng vị an lạc nha. Ai Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mỗi tuần thứ bảy chúng ta cộng tu cái công đức niệm Phật, nghe Pháp, phóng sanh cũng đi thực lớn lắm. Nên chúng ta được về đây tu, mình cảm ơn Đại Lão Hòa Thượng, ngài xây chùa, mình mới được về đây mình ở mình tu. Mình cảm ơn đại chúng giúp đỡ cho mình, nấu những buổi cơm cho mình để mình dùng, mình cảm ơn. Nên chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an cho Hòa Thượng Viện Chủ. Nguyện nhờ công đức này mà Hòa Thượng có sức khỏe. Và đem công đức này chúng ta nguyện hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng. Nhờ cái công đức này mà thân tâm với vị thường an và gia đạo được bình yên nhờ cái phước báo. Và chúng ta nguyện đem cái công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ Quyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em của chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này. Và tất cả quán thân trái chủ đi theo chúng ta nghe được bổ nguyện Di Đà, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, chúng ta cùng niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất tiết Phật tự cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngà kim tí như cung, tự thực biến thập phương tình cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiệt, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất tiết cô hồn cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. An một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, ta bà ha. Án ngã ngã nắng tam bà bà việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà bà việt nhật ra hồng.
tam bảo ba việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, vị vô danh hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, nam mô Tây Phương Cực Lạc Vị A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Đà Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ở chùa mình từng nào chúng ta tổ chức cộng tu xong cũng có phóng sanh, công đức phóng sanh rất là thù thắng. Ví dụ như nhiều đứa bé nhỏ nó đi đến đây, có khi nó lớn lên nó bắt hiếu với cha mẹ, nhờ nghe pháp niệm Phật phóng sanh này nè, chuyển cái nghiệp bắt hiếu trở thành có hiếu. Nên cái công đức phóng sanh là hóa giải cái nghiệp bệnh đau và hóa giải cái tâm sân hận. Thí dụ như mình đập một con vật nó chết, nó sân hận, nên cái quả báo của mình phải là tính sân hận. Nên từ khi mình ăn chay và phóng sanh thì tính tình mình nó dịu lại, ít nóng tính, phải nhớ. Nên người bệnh đau ung thư này kia nên phát tâm ăn chay trường và nên biết phóng sanh. Đó là hóa giải cái nghiệp bệnh đau đó. Rồi các cháu nhỏ về đây, các con rất là ngoan, rất là dễ thương, nên đem cái công đức hồi hướng nguyện cho các con có sức khỏe, ngoan, dễ thương. Nên khi cúng đi thực xong mấy cái kẹo cho mấy bé nhỏ nhỏ, các con nó dễ thương cho nó ăn. Nãy đang cúng mà có đứa bé nhỏ nó lỡ nó lấy cục kẹo, mai mốt gặp gì cứ để cho cháu ăn đi, không sao đâu. Tại vì nít mà tội nghiệp nó. Từ khi mấy anh em đứng từ đầu trên nó lấy xong đừng có giật lại, tội nghiệp nó sợ. Như mình như còn nhỏ, như Đức mà thèm kẹo đi, những Đức lấy rồi mà ai lấy là những Đức ghét người đó. Thôi kệ đi, có cục mà chắc Hương Linh cũng hoan hỷ. Nít mà ai mà không thương, biết chưa. Nên từ nơi đó mà các cháu gì mình rất là thương. Nên chúng ta đọc tam quy y xong rồi mình thả chim nha. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật. 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 Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.